Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 711, Thánh quả Hoàng Kim và quả Xích Tiên. Huyện Bảo có một nửa là đồi núi, nửa còn lại là bình nguyên. Quê hương của Vu Siêu Quần nằm trên khu vực đồi núi. Đường xá xa xôi, Ngô Bình cũng nhân cơ hội này hỏi Vu Siêu Quần một số vấn đề. Ở quê cậu, người ta thường xuyên đào được nhân sâm à, anh hỏi. Vu Siêu Quần bật cười, cũng không phải. Hồi tôi còn nhỏ, quê tôi không có nhân sâm. Tầm 5 năm trở lại đây thường xuyên có người đào được nhân sâm, mấy năm qua, danh tiếng của quê tôi cũng được đồn thổi rộng rãi, rất nhiều người vùng khác cũng chạy tới bên này đào nhân sâm. Ngô Bình hỏi, nói như thế thì quê cậu thu hoạch nhân sâm là chuyện mấy năm mới có hả? Vu Siêu Quần gật đầu, đúng vậy đó anh Ngô. Ngô Bình lại hỏi, cậu nói có người vùng khác tới đào nhân sâm, họ thu hoạch được gì không? Vu Siêu Quần đáp, tất nhiên là có chứ. Nếu là người bình thường thì chưa được bao lâu đã bị dân địa phương đuổi đi rồi, nhưng đôi lúc mấy người đó hung dữ quá, dân địa phương cũng không dám đụng vào. Ngô Bình ngạc nhiên, là ai thế? Vu Siêu Quần đáp, nghe nói họ là người đào sâm ở nơi khác đến, biết võ công. Bây giờ ở quê cậu dễ đào được nhân sâm lắm sao? Vu Siêu Quần giải thích, cũng không phải là quá dễ, chủ yếu phải xem vận may thế nào. Có người 10 ngày nửa tháng cũng không đào nổi một cây sâm nhỏ. Nhưng có người vừa lên núi đã đào được cây to. Nhắc đến nhân sâm, Vu Siêu Quần thở dài, trước kia, khi nhân sâm chưa xuất hiện, mọi người thân thiết và hòa đồng lắm. Bây giờ nhân sâm có rồi, vì tranh nhau mấy cây nhân sâm mà người trên trấn thường xuyên ẩu đả đến sức đầu mẻ chán, còn xảy ra hai vụ án mạng cơ. Ngô Bình đáp, một cây nhân sâm tốt trị giá vài trăm nghìn thậm chí vài triệu tệ, chuyện tranh giành cũng không tránh được. Vừa đi vừa nói, chiếc xe đã tiến vào địa phận huyện Bảo. Vừa tiến vào huyện Bảo, Ngô Bình đã mở cửa sổ xe, nhìn về dãy núi ở hai bên. Bầu không khí thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, tuy cực kỳ mong manh, nhưng không thể thoát nổi khứu giác cực nhạy của anh. Anh hỏi Vu Siêu Quần, ở gần đây từng thu hoạch được nhân sâm chưa? Vu Siêu Quần đáp, dãy núi ở hai bên đường quá hiểm trở, còn có rắn độc, người bản địa sẽ không tới đây đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình đột nhiên gọi, dừng xe. Tài xế dừng xe, anh dặn, hai người đợi tôi ở bên đường, tôi lên núi xem thử. Vu Siêu Quần không khỏi lo lắng cho anh Ngô, trên núi có rắn độc, anh phải hết sức cẩn thận đấy. Ngô Bình đáp, không sao đâu. Hai bên đường đi là vách đá cao hơn 2 mét, bên trên có lưới sắt cao hơn 3 mét dùng để ngăn những tảng đá từ trên núi có thể lăn xuống. Bàn tay của Ngô Bình khẽ giơ lên, anh có thể vọt lên hơn 5 mét, dễ dàng vượt qua lưới sắt. Phía sau lưới sắt là rừng trúc dại rậm rạp, địa hình dãy núi không bằng phẳng, gần như không tìm nổi chỗ đặt chân. Ngô Bình ngửi thấy mùi thơm nhẹ của thảo dược nên đi về phía bên trái. Khinh công của anh rất được, dẫm lên tảng đá hay nhành cây là có thể đi lại nhanh chóng. Đi được vài trăm mét, anh nhìn thấy mười mấy gốc cây cỏ mọc rải rác giữa đống đất đá. Loại cỏ này có màu tím nhạt, lá cỏ trông như lúa mạch non, nhưng lại nở ra một bông hoa màu vàng, tỏa ra mùi thơm thanh mát. Hai mắt Ngô Bình sáng ngời, anh lẩm bẩm, hóa ra là tiên thảo tử linh. Tiên thảo tử linh là một loại thảo dược với lực thần hồn cực mạnh, giá trị rất cao. Anh rút kiếm hắc long, dè dặt đào cả gốc lẫn rễ của những cây tiên thảo tử linh này, sau đó cất trong hộp ngọc. Đào thảo dược xong, anh hít hít mũi rồi lại tiến về bên phải. Lần này, ở một tảng đá bị phong hóa nghiêm trọng trên một triền dốc dựng đứng cách anh hơn 200 mét, một gốc cây hoàng kim nhỏ mọc ra từ khe đá. Gốc cây này cao chừng 30 cm, lá có hình bán nguyệt, trên tán lá đã kết quả màu vàng, kích cỡ áng chừng bằng quả cà chua bi, tỏa ra mùi thơm nồng đượm. Ngô Bình nhảy lên trên mỏm đá, nhìn chằm chằm vào gốc cây mà ngẩn ngơ. Quả này có tên là thánh quả hoàng kim, tương truyền ăn quả này vào sẽ có thể chất cực mạnh. Dù là thời kỳ tiên quốc, thánh quả hoàng kim vẫn là vật cực kỳ hiếm có, một khi xuất hiện sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh. Thế nhưng điều khiến Ngô Bình kinh ngạc không phải là thánh quả hoàng kim, mà là tại sao nó lại mọc ở nơi này. Anh dùng năng lực nhìn thấy vạn vật để nhìn xuống phần dưới của thánh quả hoàng kim. Dưới gốc cây là một sợi rễ rất dài, cắm thẳng vào trong khe đá. Bên trong khối đá lớn có một khối đất to bằng móng tay, tỏa ra màu vàng như kim loại. Rễ của cây hoàng kim nhỏ gần như ôm trọn lấy nó mà sinh trưởng, quấn hết tầng tầng lớp lớp. Hiển nhiên, cây hoàng kim rất cần khối đất này. Đất thần, Ngô Bình kinh ngạc hô lên. Có rất nhiều cách nói về lai lịch của đất thần,
nhưng tất cả quan điểm đều cho rằng đất thần là điều kiện cần thiết để kỳ chân dị bảo trong trời đất sinh trưởng. Ngô Bình không ngờ rằng mình có thể gặp được đất thần. Anh lập tức rút kiếm Hắc Long, chỉ vài nhát kiếm đã chém nứt tảng đá kia, sau đó tìm thấy khối đất thần to bằng cái móng tay. Anh dè dặt đặt đất thần vào trong một cái lọ nhỏ, đồng thời cất luôn thánh quả hoàng kim đi. Cất cây đi, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, lầm bầm tự hỏi, sao ở đây lại có đất thần nhỉ? Không có thời gian nghĩ nhiều, anh tiếp tục truy lùng hương thơm, tìm kiếm dược liệu. Lần này, ở vị trí cách anh hơn 50 mét, có một cây dây leo màu đỏ, nó quấn quanh một cây cổ thụ. Trên cây dây leo có một quả đỏ, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ngô Bình quan sát phần rễ của cây dây leo, giống như lần trước, bộ rễ của nó cắm ngập vào lòng đất mười mấy mét, bộ rễ tầng tầng lớp lớp ôm lấy một quả đỏ. Cây dây leo này tên là dây leo xích tiên, quả của nó là quả xích tiên, một loại dược liệu giá trị không hề thua kém thánh quả hoàng kim. Ngô Bình đang định hái quả xuống, chợt nghe thấy âm thanh một đám người đang lao qua những lùm cây. Anh không nói không rằng, vội vàng đào hết rễ, lá và quả của dây xích tiên ra, bỏ vào chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Mấy phút sau, ba người lao ra từ bụi cây bên cạnh. Mấy người này trông khoảng 37 tuổi, mặc y phục rất dày, dắt theo mười mấy ống nứa bên hông, bên ngoài còn buộc bằng dây đỏ. Bên trong những ống trúc này đều chứa một cây nhân sâm hoặc to hoặc nhỏ. Ngô Bình đoán rằng mấy người này là người đào sâm. Ba người kia trông thấy Ngô Bình xuất hiện ở đây mà ngạc nhiên, bèn cất giọng hỏi, làm gì đấy? Ngô Bình điềm nhiên đáp, liên quan tới anh à. Người kia cười khẩy, vẻ độc ác thoáng lóe lên trong ánh mắt. Những người đào nhân sâm này thường ra vào núi cao rừng sâu, cho dù giết người cũng không bị phát hiện. Thế nên, tính cách của họ cực kỳ tàn bạo, cứ hở ra là giết người. Lời nói của Ngô Bình khiến người này nổi sát tâm, hắn ta từ từ tiến tới, nhãi con, mày cũng tới đào sâm à. Ngô Bình đáp phải, tôi là người bản địa. Đối phương lạnh lùng đáp, khu vực này bây giờ là địa bàn của chúng tao, mày cút ngay, nếu không tao đập chết mày. Ngô Bình nhìn những ống trúc sắt trên hông ba người kia, các người từ nơi khác đến đào nhân sâm của người bản địa mà còn không cho chúng tôi đào, thế này thì ngang ngược quá đấy nhỉ. Đối phương cười khẩy, rút con dao dắt bên hông đâm ngay vào ngực Ngô Bình, thực sự muốn giết anh. Tu vi của Ngô Bình mới khôi phục hơn một phần, nhưng một phần mười này cũng đủ cho anh đối phó với hắn ta rồi. Chương 712, ông Sơn. Ngô Bình chính là nhân vật đỉnh cao quyền ý viên mãn. Cho dù mất đi toàn bộ tu vi nhưng ý thức chiến đấu của anh vẫn hơn hẳn đối phương. Chỉ thấy, con dao kia vừa cách mình 20 cm, anh ra tay nhanh như chớp, nắm lấy, bẻ tay rồi ấn một cái. Phốc! Mũi dao đi xuống, sau đó đâm mạnh vào đan điền của người đào sâm. Toàn thân người đào sâm kia run lên, lảo đảo liên tục lùi về phía sau. Hai người còn lại kinh hãi, cũng lập tức rút dao ra, nhìn thẳng vào Ngô Bình một cách hung ác. Ngô Bình nhíu mày nói, các người không phải đối thủ của tôi, nếu không muốn chết thì để lại nhân sâm rồi cút đi. Người đào sâm bên trái cười lạnh, muốn cướp sâm của bọn tao à, xem mày có bản lĩnh hay không. Hắn ta đột nhiên hất tay một cái, một nắm cát đen ném đến. Cát đen này là do hắn dùng thuốc độc tạo ra, về mặt ngoài có gai nhỏ bén nhọn, đâm vào lập tức chết. Ngô Bình lùi lại nhanh như chớp, tốc độ của cát đen vậy mà không nhanh bằng anh, nháy mắt đã đến trước một cây đại thụ. Đợi cát đen rơi xuống đất, anh đạp mạnh chân, nhào đầu về phía hai người kia giống như mũi tên rời khỏi cung. Một người bị anh đánh bay, phun ra máu tươi, xương cốt vỡ tan. Tên còn lại sắc mặt thay đổi rõ rệt, lại lấy ra một khẩu súng lục nòng dài đã được cải tạo, vừa giơ tay lên là bắn. Phanh! Ngô Bình nghiêng người, viên đạn xẹt qua quần áo, anh giơ tay lên, kiếm Hắc Long bay ra, bổ đầu người đàn ông làm hai, chết ngay tại chỗ. Người bị thương đầu tiên vùng vẫy vài cái rồi cũng tắt thở. Anh nhìn ba thi thể, mặt không chút biểu cảm, đưa tay ra thả ống nứa trúc bên hông bọn họ xuống. Bên trong ống trúc quả nhiên là sâm núi. Hơn nữa dựa theo tiêu chuẩn của sâm núi, bọn họ đa số là sâm tể tướng, sâm tổng đốc, thậm chí còn có hai gốc thuộc cấp bậc sâm vua. Ngô Bình xử lý ba thi thể, cũng không sốt ruột tìm những dược liệu khác, anh trở lại đường lớn, bảo Vu Siêu Quần tiếp tục lái xe. Xe chạy được mấy cây số, đi qua một đoạn đường quanh co khúc khuỷu, đến một thị trấn nhỏ, thị trấn Hồi Long. Vu Siêu Quần đã sống ở thị trấn từ nhỏ, thị trấn có 40, 50.000 dân, đa số đều làm công ở bên ngoài, những người ở đây đa phần đều là người già và trẻ nhỏ bị bỏ lại.
Chiếc xe Vu Siêu Quần đi là một chiếc có giá hơn triệu tệ, tên này vốn đắc ý, cố ý lái xe rất chậm, hơn nữa còn chào hỏi với người trong trấn. Nhưng lái xe được một đoạn, cậu ta liền giật mình mà dừng xe lại. Cậu ta nhìn phía trước, đủ loại xe sang trọng đậu đầy hai bên đường lớn của thị trấn, xe có giá cao hơn xe cậu ta ở khắp nơi. Lạ lùng vãi, sao trong thị trấn lại có nhiều xe tới như vậy, Vu Siêu Quần nói thầm một câu. Ngô Bình nói, những người này hẳn là đến đây vì nhân sâm. Rất nhanh, xe dừng trước một tòa biệt thự 5 tầng ở phía đông thị trấn, chính là nhà của Vu Siêu Quần. Ở nông thôn, giá thành để xây biệt thự tương đối thấp, nhưng biệt thự nhỏ này ít nhất cũng phải tốn 1-2 triệu tệ, xem như là tòa kiến trúc xa hoa nhất trong cả thị trấn. Xe dừng lại, Vu Siêu Quần liền lớn tiếng gọi, vợ, bố mẹ, mau ra đây nghênh đón anh Ngô. Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân. Một đám người đi tới, có người già phụ nữ, còn có trẻ nhỏ, đều là người nhà của Vu Siêu Quần. Người nhà của Vu Siêu Quần vô cùng nhiệt tình, bố Vu lấy thuốc lá và trà tốt nhất ra chiêu đãi Ngô Bình. Chuyến đi này Ngô Bình dẫn theo Mộc Lan và Ngọc Nô, anh bảo hai người hầu tặng tiền lì xì đã chuẩn bị sẵn cho người nhà họ Vu. Gia đình của Vu Siêu Quần cũng được tính là có máu mặt trong thị trấn. Trong thị trấn, đại khái có khoảng 1/3 số người họ Vu. Mà Vu Siêu Quần là người khá được ưa thích. Người nhà họ Vu cầm tiền lì xì đều rất vui, càng nhiệt tình hơn với anh. Ngô Bình nói với Vu Siêu Quần, Siêu Quần, ở chỗ cậu có người nào biết rõ về núi rừng quanh đây không? Vu Siêu Quần suy nghĩ, nói, nếu nói hiểu rõ nhất về núi rừng quanh đây thì là ông Sơn. Cậu ta nhìn Ngô Bình, ông Sơn này họ Mã, tên đầy đủ là Mã Đinh Sơn, khi còn trẻ là một thợ săn có tiếng. Sau này quốc gia không cho săn thú. Ông ta lại làm nghề hái thuốc, hái nhân sâm để sống, là người tài giỏi trong phạm vi vài trăm dặm. Hiện giờ ông Sơn đã 50 tuổi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng như trước, cách dăm 3 ngày lại đi dạo trong rừng. Đến ngay cả người có vai vế trong thị trấn cũng hết sức kính trọng ông Sơn. Ngay cả mấy hạng mục du lịch, hạng mục nghỉ dưỡng nhà vườn mà thị trấn làm cũng đều trưng cầu ý kiến của ông Sơn. Nếu ông Sơn nói không thể làm, vậy bọn họ thật sự sẽ không dám làm. Ngô Bình nói, cậu dẫn tôi đi gặp vị ông Sơn này đi. Vu Siêu Quần nhức đầu, nói, anh Ngô, ông Sơn ông ta bị bệnh rồi. Ngô Bình, hả, bị bệnh. Vu Siêu Quần gật đầu, đúng vậy, ông ta bị bệnh gần 3 năm rồi, cơ thể rất suy yếu, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Đáng thương là ông ta không có con cái, là người trong thị trấn thay phiên nhau chăm sóc, nếu không ông Sơn sớm đã mất rồi. Ngô Bình, tôi là bác sĩ. Cậu dẫn tôi đến khám cho ông ấy đi. Vu Siêu Quần gật đầu đồng ý, cậu ta chạy đến siêu thị trên thị trấn mua một vài lễ vật, sau đó liền dẫn Ngô Bình đi thăm hỏi. Nơi ông Sơn ở khá gần núi, dưới chân núi, một ngôi nhà gạch lẻ loi ở đó, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều không có người ở. Trước nhà gạch có mấy chiếc xe sang trọng đang đậu, một đám người đứng ở bên ngoài căn nhà. Vu Siêu Quần rất ngạc nhiên, nói có người đến tìm ông Sơn. Mới vừa nói xong, cậu ta liền nhìn thấy một ông lão gầy nhom được người ta dùng cáng khiêng ra ngoài. Ông lão trên cáng gầy trơ xương, mí mắt sụp xuống, giống như sắp chết. Vu Siêu Quần nóng nảy, tiến lên chất vấn, mấy người đang làm gì? Ngay lập tức, vài tên vệ sĩ khí thế kinh người bước đến, một người trong số đó nhìn Vu Siêu Quần, lạnh lùng nói, không cần lo chuyện bao đồng, cút. Vu Siêu Quần hừ một tiếng, bảo tao cút, mày là cái thá gì? Miệng cậu ta cứng, nhưng người thì lại lùi bước, sau đó lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện cho họ hàng trong thị trấn. Một tên vệ sĩ bước nhanh đến, cướp điện thoại trong tay cậu ta, ném thẳng vào hồ nước bên cạnh. Vu Siêu Quần tức giận, bước lên muốn liều mạng với hắn ta thì bị Ngô Bình giữ lại, nói, để tôi nói chuyện với bọn họ. Anh tiến lên vài bước, thản nhiên nói, chiếc điện thoại kia có giá hơn 10.000 tệ, anh bồi thường cho cậu ta 20.000 tệ, sau đó cúi đầu xin lỗi. Tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì. Tên vệ sĩ cướp điện thoại kia hừ lạnh một tiếng, nếu tao không bồi thường, không xin lỗi thì sao? Ngô Bình nhẹ thở dài, nếu không nghe theo, anh sẽ bị đứt một cánh tay, hai cái xương sườn, một chân. Hơn nữa cơ bắp toàn thân của anh sẽ bị thương nặng, ít nhất phải nằm trên giường 3 năm, cả đời này cũng đừng nghĩ đến làm vệ sĩ nữa. Vệ sĩ cười lạnh một tiếng, mồm mép mày rất lợi hại. Nói xong. Hắn ta đột nhiên vươn tay về phía Ngô Bình, cú bắt này rất tinh vi, nhìn ra được tên vệ sĩ này tuyệt đối là một cao thủ được huấn luyện bài bản. Ngô Bình giơ tay đón, liền nắm cổ tay đối phương,
sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy. Răng rắc, cổ tay của đối phương bị bẻ gãy, tên vệ sĩ đau đến mức hét thảm một tiếng. Ngô Bình lại đạp hai cái, đạp gãy một chân, ai xương sườn của hắn ta. Sau đó, anh lại ấn mấy cái lên người vệ sĩ, đối phương lập tức đau đến cả người run cầm cập, nhưng lại không phát ra tiếng nào. Những vệ sĩ còn lại kinh hãi, đều lao về phía Ngô Bình, nhưng lại nghe phía sau bọn họ truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay. Một cô gái mặc áo gió màu trắng đi tới, gương mặt trông khá xinh đẹp, khí chất không tồi, ước chừng khoảng 27 tuổi. Đám vệ sĩ lập tức lui xuống, cô gái kia nhìn Ngô Bình nói, chúng tôi không có ý xấu với ông Sơn, chính là muốn mời ông ấy giúp chúng tôi dò đường. Ngô Bình nói, ông Sơn bị bệnh, không thể dẫn đường, mời các người quay về. Cô gái nhíu mày, anh có biết chúng tôi là ai không? Ngô Bình hỏi lại, cô biết tôi là ai không? Chương 713, Tiên Liên thất bảo. Cô gái sửng sốt, nói tôi là Hoa Lâm, nhà họ Hoa chúng tôi kinh doanh dược liệu có quy mô lớn nhất cả nước. Thị trường dược liệu trong nước có quy mô lên đến hàng trăm tỷ, tập đoàn Hoa Dược của nhà họ Hoa là nhân tài kiệt xuất trong đó. Tập đoàn Dược Long Huy và tập đoàn Miêu Dược thường giao dịch với tập đoàn Hoa Dược của nhà họ Hoa. Ngô Bình cũng biết một ít về tập đoàn Hoa Dược, anh nói, chỉ là loại buôn đi bán lại dược liệu mà cũng dám vô lễ với tôi. Hoa Lâm hoảng hốt, cho hỏi anh là. Ngô Bình, tôi họ Ngô Ngô Bình. Hoa Lâm run rẩy, hai đối tác lớn nhất của tập đoàn Hoa Dược đều có một cổ đông lớn tên Ngô Bình, chẳng lẽ là người ta? Cô ta vội nói, hóa ra là anh Ngô, lúc nãy người của tôi hơi thô lỗ, mong anh tha thứ cho. Ngô Bình nói, dẫn người của cô rời khỏi đây. Hoa Lâm do dự một lúc rồi mới nói, anh Ngô, có thể mượn bước trò chuyện một chút không? Cô ta mời Ngô Bình lên một chiếc xe MPV, sau khi đóng cửa xe lại mới nói, anh Ngô, anh xuất hiện ở đây chắc cũng vì chuyện liên quan tới sản phẩm sâm núi gần đây phải không? Ngô Bình, có thể nói như thế. Hoa Lâm, anh Ngô, cũng không giấu gì anh, người của chúng tôi cũng từng tiến hành điều tra về dược liệu quanh đây, kết quả phát hiện trong phạm vi 350 cây số này, không chỉ tồn tại sâm núi mà còn có số lượng lớn dược thảo không biết tên. Tập đoàn chúng tôi có không ít chuyên gia dược liệu. Họ đang nghiên cứu về dược liệu, hiện tại, chúng tôi gần như có thể kết luận là những dược liệu này đều mang hiệu quả chữa trị nhất định. Ngô Bình, các cô thăm dò trong phạm vi bao nhiêu? Hoa Lâm, nơi sâu nhất mà người của chúng tôi có thể vào cũng chỉ khoảng 1-2 cây số. Nếu tiến sâu hơn nữa, nguy cơ đụng phải rắn độc và côn trùng độc rất cao, thế nên tôi mới muốn mời ông Sơn nghĩ cách giúp chúng tôi. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông Sơn tuổi đã cao không giúp được đâu, mang người của cô đi ngay. Tôi xem như các người chưa đến đây. Hoa Lâm vội nói, anh Ngô, bây giờ tin tức rất linh hoạt, truyền ra rất nhanh, ngay cả những người thường livestream trên mạng cũng chạy đến đây. Nếu chúng tôi không thể nhanh chóng tìm ra dược liệu bên trong, e là sau này không còn cơ hội nữa. Ngô Bình cũng lười nói nhiều lời vô nghĩa với cô gái này, nghe tôi khuyên một câu, nơi này không thích hợp cho người bình thường như các vị tới đâu, các vị đi vào trong sẽ bị người ta ăn sạch không chừa lại xương đó. Hoa Lâm ngạc nhiên, ý anh là sao? Ngô Bình nhìn vào mắt cô ta mà đáp, tôi chỉ nói tới đây, tin hay không tùy cô. Nói rồi anh bước xuống xe, đi đến cạnh ông Sơn. Hoa Lâm bảo họ để ông Sơn xuống đất, ông Sơn đã không thể nói chuyện được nữa, chỉ có thể nhìn đám người ép buộc dẫn ông ta đi bằng ánh mắt tức giận. Ngô Bình ngồi xổm một bên, nắm chặt tay ông Sơn cười nói, ông Sơn, tôi là bác sĩ Ngô được siêu quần mời đến, tôi có thể chữa được bệnh của ông. Mắt ông Sơn lóe sáng, ông ta miễn cưỡng gật đầu, đây là sự tin tưởng dành cho Ngô Bình. Hoa Lâm thấy Ngô Bình không cho phép mình dẫn ông Sơn đi chỉ đành nói, anh Ngô, vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Đám người lên xe, vừa định đi thì. Ngô Bình vung tay, một tấm danh thiếp bay vào qua cửa sổ xe, vừa hay rơi trên cổ tay Hoa Lâm. Anh lạnh nhạt nói, tôi nể tình sự hợp tác giữa hai bên nên tôi cho cô một tấm danh thiếp, nếu gặp nguy hiểm thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Không chừng có thể cứu cô một mạng. Hoa Lâm không nói gì, ra hiệu cho tài xế lái xe. Sau khi đám người đi khỏi, Ngô Bình ôm ông Sơn vào nhà, trước tiên, anh cho ông ta uống một viên tam nguyên đại bổ đan, sau đó lại dùng ất mộc linh lực khơi thông kinh mạch toàn thân của ông ta. Mười mấy phút sau, sắc mặt ông Sơn trở nên hồng hào, bỗng chốc ngồi dậy nói, thần y, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Ngô Bình cười nói, ông Sơn không cần khách sáo. Tôi nhận thấy thể chất của ông khá tốt nhưng không biết tại sao sinh khí lại bị mất đi hơn nửa, nguyên khí cũng không đủ. Ông Sơn bội phục, thần y, cậu nói đúng quá,
Dường như ông ta muốn nói gì đó với Ngô Bình nhưng Ngô Bình lại tỏ ý ông ta đừng nói, trước tiên đút cho ông ta một ly nước, sau đó lại bảo Vu Siêu Quần chuẩn bị đồ ăn. Ông Sơn đã 3 ngày không ăn gì, ông ta cần ăn một chút gì đó trước. Vu Siêu Quần chạy về nhà, sau đó bưng một ít cháo đến. Ông Sơn ăn xong bát cháo, tinh thần cũng tốt hơn. Ngô Bình nói, ông Sơn, chúng ta ra ngoài nói chuyện, ông nên phơi nắng nhiều hơn. Cứ thế hai người ngồi dưới ánh nắng nói chuyện phiếm. Ông Sơn kể lại những gì mình đã trải qua 3 năm trước. Ngày hôm đó, ông ta muốn vào núi bắt một con nai như thường lệ để cải thiện bữa ăn cho đám trẻ ở trường học trên thị trấn. Tình hình hôm đó hơi khác thường, dường như tất cả động vật đều trốn biệt, mất rất nhiều thời gian mà không tìm được gì, ông Sơn quyết định tiến sâu vào trong núi. Đi được mấy 10 cây số đường núi thì ông ta ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, chân vô thức đi theo hướng phát ra mùi hương. Được vài trăm mét, ông ta nhìn thấy một cái ao nhỏ. Trước kia, ông ta cũng từng đến chỗ cái ao này mấy lần, nó chỉ là một cái ao bình thường, bên dưới có một con suối chảy dài theo đường núi tạo thành một dòng suối nhỏ, điểm cuối hòa vào một con sông. Trong ao có một đóa sen nở bung ra, kích thước lớn hơn cả một cái giường, là bông sen 7 màu, mùi hương thanh mát. Ông ta vừa định đến gần, một con ếch rất lớn bất chợt nhảy ra từ bên cạnh. Con ếch này đồ sộ này to bằng một chiếc xe hơi loại nhỏ, mắt nó đỏ ngầu, toàn thân cũng đỏ sậm, nó nhìn chằm chằm ông ta. Lúc này, con ếch lại hút khí từ người ông Sơn, ông ta cảm giác được là cả người chẳng còn sức lực, kinh nghiệm săn bắt nhiều năm nhắc nhở ông ta giơ tay lên bắn. Con ếch trúng đạn, ngừng thở, Mã Đinh Sơn tranh thủ thời cơ bỏ chạy. Sau khi về đến nhà, ông ta ngã bệnh, căn bệnh này kéo dài những 3 năm. Nghe xong câu chuyện của ông ta, Ngô Bình nói, con ếch mà ông nói có thể là giống loài thượng cổ, phệ linh huyết cáp. Ông Sơn vô cùng ngưỡng mộ, thần y đúng là kiến thức uyên thâm, nói thế thôi mà đã có thể nhận ra con ếch lớn đó. Ngô Bình nói, ông Sơn, ông nghỉ ngơi đi, buổi tối phiền ông dẫn tôi đến xem đóa hoa sen đó. Ông Sơn gật đầu, ừ, tôi đi với cậu. Mạng của ông ta là do Ngô Bình cứu về, dù có bỏ mạng trên núi, ông ta cũng không hề do dự. Khoảng thời gian sau đó Ngô Bình không đi đâu cả, anh ngồi trên khoảng đất trống trước sân, tập luyện phương pháp hít thở, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhà ông Sơn chẳng có gì cả, Mộc Lan và Ngọc Nô rất không hài lòng, hai người chạy khắp thị trấn mua dụng cụ nấu nướng và nguyên liệu về nấu bữa tối cho Ngô Bình. Trên đường đi, Vu Siêu Quần không thời rời mắt khỏi Mộc Lan và Ngọc Nô, cậu ta chưa từng gặp người nào có khí chất mà còn xinh đẹp cỡ đó. Nhưng cậu ta cũng chỉ dám đưa mắt ngắm người hầu của Ngô Bình. Có tà tâm nhưng không có gan làm chuyện xấu. Dùng xong bữa tối, thể lực của ông Sơn đã khôi phục trở lại trạng thái trước khi bị bệnh, thậm chí còn tốt hơn nữa. Tối muộn, trời đã tối hẳn, ông Sơn cầm súng đi săn, dẫn theo Ngô Bình lên núi. Họ đi dọc theo con suối nhỏ, Ngô Bình đỡ ông Sơn để ông ta chỉ đường, hai người di chuyển rất nhanh. Ông Sơn cảm giác mình như bay trên mây, thoáng chốc đã đi được mấy trăm mét, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Lập tức xem Ngô Bình là thần tiên sống. Cứ thế, sau 10 mấy phút, hai người đến vị trí cái ao đó hơn 100 mét. Ông Sơn ra dấu cho Ngô Bình dừng lại, thấp giọng nói, thần y, phía trước là cái ao đó, cậu phải cẩn thận. Chương 714, lấy hết đi. Ngô Bình nói, ông Sơn, ông chờ tôi ở đây, tôi đi xem một cái đã. Anh nói xong, tung người nhảy vài cái đã đến cạnh hồ. Trong hồ đã không còn bông sen nào. Chỉ còn lại một đài sen khổng lồ tỏa ra một mùi thơm lạ lùng. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào đài sen kia, ánh mắt dại ra, cơ thể khẽ run lên vì kích động. Thất bảo tiên liên, anh lẩm bẩm. Đúng lúc này, bên cạnh chợt lóe lên cái bóng màu đỏ, một con cóc cực lớn xuất hiện rồi kêu to với anh. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, quát, Viêm Dương. Một tấm da người bay ra, thoáng chốc đã xông tới trước mặt con cóc rồi đấm thẳng lên đầu nó. Con cóc to như chiếc xe ô tô bị đánh bật ngửa, ré lên thảm thiết. Ngay sau đó, nắm tay của nhân bì Viêm Dương đấm liên tục lên thân con cóc như mưa rơi. Con cóc ngửa bụng, bị đánh không ngừng hét thảm, đầu lưỡi cũng thè cả ra ngoài. Thực ra, thực lực của nó cũng rất mạnh, nhưng ở trước mặt một Viêm Dương càng mạnh hơn thì vẫn không phải đối thủ. Ngô Bình thấy con cóc kia sắp bị đánh gần chết mới nói, được rồi. Viêm Dương thu tay nhưng chân vẫn đạp lên bụng con cóc. Ngô Bình bước đến nhìn chằm chằm vào con cóc nói, mày là giống loài đặc biệt thượng cổ, tao không thể giết mày. Có điều, tao muốn lấy đi một thứ của mày. Anh lấy kiếm Hắc Long ra, đâm vào bụng cóc rồi cắt ra một cái lỗ.
Con cóc kia run lên như muốn chống trả, nhưng cuối cùng lại cam chịu, mắt nhắm lại. Ngô Bình vói tay vào lấy một hạt châu màu đỏ to cỡ trứng vịt ra. Hạt châu này là thứ quý giá nhất trên người Phệ Linh huyết cáp, cùng loại với nội đan, có thể làm thuốc, được gọi là huyết linh nhân đan. Mà thứ đó lại chính là một trong những vị thuốc chính của nhân vương đan. Con cóc bị Ngô Bình lấy đi huyết linh nhân đan thì oán hận nhìn chòng chọc vào anh. Dù nó không thể nói chuyện, nhưng cảm xúc có thể coi là rất nhân tính hóa. Ngô Bình đá nó một cái, tao không giết mày đã là tốt bụng lắm rồi, mau cút đi. Viêm Dương nắm một cái chân của nó ném đến mấy chục mét xa. Con cóc xoay người giữa không trung rồi vững vàng đáp đất. Nó liếc Ngô Bình, sau đó nhảy lên 100 mét biến mất. Viêm Dương nói, thượng tiên, hay là giết nó, nhổ cỏ tận gốc luôn. Ngô Bình cũng nói, nó có thể là con Phệ Linh huyết cáp cuối cùng trên đời, chừa cho nó một mạng đi. Lúc này, anh bỗng nhìn ngó xung quanh thì thấy có rất nhiều sâu độc, dã thú xông về phía mình. Ngô Bình nói, Viêm Dương, ngươi dọa chúng nó lùi lại, tránh làm ông Sơn bị thương. Viêm Dương lập tức thả ra khí thế khủng khiếp, xung quanh lập tức im phăng phắc, những con vật chuẩn bị xông đến cướp đoạt tiên liên đều sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất. Trước đây có con cóc ở nên chúng không dám đến gần. Giờ nó đã bị đuổi đi, chúng mới dám tới. Nay lại cảm nhận được sự khủng bố của Viêm Dương nên đương nhiên cũng trở nên giống như trước, không dám bước tới dù chỉ nửa bước. Ngô Bình đi đến bờ hồ, giơ kiếm chặt đứt đài sen rồi cất vào không gian hắc thiên. Thứ này quá lớn, chỉ có thể đặt tạm trong đó. Sau đó, anh bèn bước xuống hồ. Cái hồ này sâu hơn 5 mét, Ngô Bình lại đào sâu xuống 1 mét ngay gốc sen, tìm được một miếng đất thần 7 màu. Đất thần lớn bằng trái bí đao, tỏa ra ánh sáng 7 sắc cầu vồng. Ngô Bình cất đất thần đi rồi dẫn Viêm Dương và ông Sơn xuống dưới chân núi. Ông Sơn thấy Viêm Dương là một tấm da người nhưng cũng không sợ, còn cười nói, tôi biết ngay cậu là thần tiên mà. Ngô Bình cười nói, ông Sơn, may mà có ông dẫn đường, tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Đợi đến khi chuyện ở đây xong, tôi chắc chắn sẽ hầu tạ. Ông Sơn cười, tiên nhân, giúp được là tôi vui rồi. Viêm Dương đưa ông Sơn đi, chẳng mấy chốc đã trở về bên cạnh Ngô Bình. Ngô Bình nói, Viêm Dương, giờ ta sẽ dạy ngươi cách thu gom đất thần và phân loại dược liệu. Viêm Dương gật đầu, lắng nghe kỹ càng. Sau đó, nó bèn hóa thành một cái bóng, bắt đầu tìm kiếm dược liệu có giá trị trong phạm vi mấy trăm cây số. Có chút đất thần còn sót lại bên dưới dược liệu cũng sẽ bị nó đào đi. Ngô Bình tìm một tảng đá lớn trên núi ngồi xuống, cứ cách mấy phút, Viêm Dương lại quay về một chuyến giao đất thần và dược liệu cho anh. Viêm Dương không hổ là có thực lực bên trên địa tiên cấp 7, hành động rất nhanh. Đợi đến khi trời chiều buông xuống, nó đã lùng sục xong khu vực. Cuối cùng, trong tay Ngô Bình đã có hơn 700 loại dược liệu quý hiếm. Đa số là nhân sâm và linh chi, chiếm 1/3 tổng sản lượng, chắc phải hơn 1.000. Ngoài ra, Ngô Bình còn kiếm được 127 miếng đất thần. Chúng có lớn có nhỏ, lớn như đất thần 7 màu, to cỡ trái bí đao. Nhỏ chỉ to bằng móng tay cái hay cỡ bằng đầu que diêm. Khi Viêm Dương đưa tới cuối cùng một cây dược liệu, Ngô Bình chợt mở miệng, Viêm Dương, ngươi cũng chạy cả ngày rồi, có phát hiện gì không? Viêm Dương gật đầu đáp, những đất thần kia phân bố rải rác, hầu hết là chôn dưới nham thạch. Mà những nham thạch kia lại khác với bình thường, tôi nghi chúng đều là thiên thạch. Thiên thạch, Ngô Bình lập tức lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thông tin. Quả nhiên, khoảng 500 năm trước, nơi này bỗng xảy ra một trận mưa sao băng, một lượng lớn thiên thạch tiến vào tầng khí quyển. Người dân trong phạm vi khoảng 500 km đều thấy được cơn mưa sao băng kia. Bắt đầu từ lúc đó, chẳng bao lâu sau đã có người đào được nhân sâm. Ngô Bình nói, quả nhiên là thiên thạch, chỉ có điều, sao những thiên thạch kia lại có thể có đất thần cơ chứ? Anh nghĩ mãi không ra, lắc đầu chuẩn bị xuống núi với Viêm Dương. Đúng lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên. Phải công nhận là phạm vi bao phủ viễn thông trong nước rất rộng, dù ở trong núi sâu rừng già thì điện thoại vẫn có thể bắt được hai cột sóng. Anh Ngô, xin anh cứu chúng tôi với. Cuộc gọi do Hoa Lâm gọi tới, trong giọng nói còn có chút nức nở. Ngô Bình thở dài nói, gửi định vị cho tôi. Hoa Lâm lập tức định vị cho anh, Ngô Bình nhìn thoáng qua rồi chạy về phía cô ta. Khoảng 20 phút sau, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Anh loáng thoáng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Anh lập tức đẩy nhanh tốc độ, đến khi tới hiện trường, anh chỉ thấy trong rừng Hoa Lâm và người của cô ta đều nằm sóng xoài ra đất,
có người đã chết, có người vẫn đang quằn quại nhưng trông có vẻ không sống nổi. Dưới một gốc cây lớn có hai người đàn ông áo đen đang đứng, họ che mặt, khí thế cực kỳ âm u lạnh lẽo. Một người lạnh lùng nói, nơi này là cấm địa, kẻ bước vào đều phải chết. Hoa Lâm vốn đã hết sức tuyệt vọng, nhưng khi cô ta thấy Ngô Bình đằng xa thì vội la lên, anh Ngô, cứu chúng tôi với. Ngô Bình đi đến trước mặt một người đang bị thương, nhanh chóng cầm máu cho anh ta rồi đứng dậy tiến về phía hai người đàn ông áo đen kia. Một người giơ tay bắn ra một luồng sáng lạnh lẽo, Ngô Bình vươn tay chộp lấy phi tiêu. Người ở đây, đa số đều bị hai người này dùng phi tiêu đánh bị thương. Anh vung tay lên, dùng gấp đôi phi tiêu bắn trở về. Người nọ không kịp phản ứng, hét lên một tiếng, tim cắm một cái phi tiêu, ngã bệt xuống đất. Tên còn lại hoảng sợ, hai tay không ngừng vung lên bắn phi tiêu về phía anh. Ngô Bình cua tay lập tức chộp lấy rồi phóng ngược lại. Phụt, phụt, phụt. Điểm yếu trên người gã đều bị bắn trúng, ngã xuống đất chết tươi. Trên phi tiêu có độc, một người khác cũng không chịu nổi nửa phút, đi đời nhà ma theo. Ngô Bình giết hai kẻ kia rồi vội vàng băng bó miệng vết thương, giải độc cho người khác. Đợi đến khi trị liệu xong cho mọi người đã là một tiếng sau. Hoa Lâm vừa biết ơn vừa khâm phục anh, nói anh Ngô, nếu không có anh thì chúng tôi sẽ chết hết ở đây rồi. Ngô Bình nói, dẫn người bị thương đi về đi, tôi chỉ băng bó sơ qua thôi, hơn 10 người này đều phải nằm viện một thời gian ngắn. Hoa Lâm vội nói, vâng, tôi dẫn họ đi ngay. Cuối cùng cô ta cũng trông mong đến Ngô Bình nên không dám ở lại tiếp. Hai tay cô ta cầm một tấm danh thiếp đưa cho Ngô Bình nói, anh Ngô, Hoa Lâm vô cùng biết ơn anh. Đây là danh thiếp của tôi, mong anh nhận lấy. Chương 715, mang theo bên mình một khu vườn dược liệu. Ngô Bình nhận lấy rồi dẫn đám người kia xuống núi. Đám Hoa Lâm lên xe xong bèn rời khỏi trấn nhỏ chạy đến bệnh viện trên huyện để cứu chữa những người bị thương. Sau khi đưa đám Hoa Lâm đi, Ngô Bình bèn đi đến nhà họ Vu. Vu Siêu Quần ở nhà đợi cả đêm thấy Ngô Bình trở về thì vui vẻ hỏi, anh Ngô, anh đi cả đêm không về, không gặp nguy hiểm chứ? Ngô Bình đáp, không sao, Vu Siêu Quần, cảm ơn cậu đã đi theo tôi một chuyến, cái này cậu cứ nhận lấy. Anh đưa một tấm séc qua, Vu Siêu Quần liếc nhìn lập tức sợ tới mức tay run lên, suýt nữa thì rớt tấm séc xuống đất. Thưa anh, tôi không thể nhận được, cậu ta vội vàng nói. Hóa ra đây là một tấm séc trị giá 10 triệu tệ. Ngô Bình cười nói, tôi đưa thì anh cứ lấy. Bấy giờ, Vu Siêu Quần mới nhận lấy, không khỏi cảm ơn rối rít. Sau đó, Ngô Bình lại đến thăm hỏi ông Sơn, để lại một viên đại luyện hình đan và một tấm séc. Viên đan dược kia có thể giúp cho ông lão đó sống thêm mấy chục năm, còn trong tấm séc lại có 5 triệu tệ, cũng đủ để ông ta không lo cơm áo gạo tiền khi về già. Sau khi tạm biệt ông Sơn, mấy người Ngô Bình bèn rời khỏi trấn nhỏ. Vu Siêu Quần vừa nhận được một số tiền lớn nên tạm thời sẽ không trở về. Lúc trở về khách sạn ở Hải Thành thì đã là buổi chiều. Ngô Bình thu hoạch được rất nhiều, vốn định rời khỏi Hải Thành trở về nhà một chuyến luôn. Có điều, Nhậm San San đã đợi anh ở khách sạn cả đêm, hình như có chuyện gì đó cần tìm anh. Anh đi đâu vậy, cô ấy hỏi. Lúc này, Nhậm San San mặc một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, tôn lên dáng người và vẻ đẹp mỹ miều của mình. Ngô Bình đáp, ra ngoài một chuyến, cô tìm tôi có chuyện gì hả? Nhậm San San vậy mà lại hơi căng thẳng hỏi, đêm nay anh rảnh không? Thực ra, Ngô Bình rất bận nhưng anh vẫn nói, rảnh, sao thế? Nhậm San San nói, 7 giờ tối nay, Kim Vĩnh Lợi hẹn gặp tôi muốn anh đi cùng với mình. Ngô Bình nói, hiện giờ nhà họ Nhậm không thiếu vốn tài chính, nợ tiền của ai thì trả là được. Nhậm San San thở dài, nhưng anh ta cứ không chịu, muốn tôi trả cho mình 10 tỷ. Ngô Bình cười khẩy, Kim Vĩnh Lợi kia vẫn không biết xấu hổ như vậy. Được, tôi đi với cô. Nhậm San San thở phào một hơi nói, cảm ơn anh nhiều lắm. Ngô Bình cười, Nhậm San San, gần đây cô khách sáo nhỉ. Nhậm San San cúi đầu, nếu không có anh, e rằng tôi đã tự sát rồi. Ngô Bình cũng không tiện đùa tiếp nên nói, chuyện cũ đã qua rồi, cô đừng nghĩ nhiều. Tôi còn có chút việc, chiều cô tới đón tôi nhé. Nhậm San San gật đầu, được. Trong không gian hắc thiên của Ngô Bình chất đầy dược liệu, anh phải phân loại chúng ra, tốt nhất là có thể khiến chúng sống tiếp. Vì thế, anh đeo mặt nạ hắc thiên vào kết nối với thần hắc thiên. Thần hắc thiên, không gian hắc thiên này của ngươi lớn vậy, có thể cho ta mượn một miếng đất để loại chút dược liệu không? Thần hắc thiên,
không gian này của ta không có ánh mặt trời, điều kiện môi trường cũng khác xa với thế giới của ngươi nên thực vật không thể nào sống được. Ngô Bình cười, ngươi chính là thần Hắc Thiên, chút chuyện nhỏ ấy còn có thể làm khó ngươi ư. Thần Hắc Thiên im lặng mấy giây rồi nói, được thì cũng được thôi, nhưng ngươi phải dùng một thứ để đổi. Ngô Bình hỏi, ngươi muốn cái gì? Thần Hắc Thiên đáp, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Mai sau, nếu tiên vực vĩnh hằng gây khó dễ cho ta, ngươi phải bảo vệ ta. Ngô Bình nói, chuyện ấy thì ngươi không cần phải lo, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Thần Hắc Thiên lại nói miệng không bằng chứng, ngươi phải thề. Ngô Bình ngẫm nghĩ, mình và tiên vực vĩnh hằng cũng không có quan hệ gì, đồng ý với hắn thì đã sao? Thế nên anh bèn nói, được, ta thề. Anh không biết là mai sau mình và tiên vực vĩnh hằng sẽ có mối quan hệ rất sâu xa, lời thề này cũng sẽ mang lại một mớ rắc rối vô cùng lớn cho bản thân mình. Sau khi thề xong, không gian Hắc Thiên trước mặt Ngô Bình bỗng sáng lên, trên trời chợt xuất hiện mặt trời, bên trong còn có không khí. Kế tiếp, thời gian bỗng trôi nhanh, đằng trước lập tức hiện ra một ngọn núi, có dòng suối nhỏ chảy xuống. Dưới chân núi lại có một mảnh đồng ruộng, đất đai phì nhiêu. Ngô Bình vui vẻ, dẫn Viêm Dương tiến vào không gian Hắc Thiên. Lần trước, Viêm Dương suýt nữa bị hù chết, nhưng lần này đi vào thì cảm thấy tốt hơn, vì hoàn cảnh nơi này đã giống như trên trái đất. Ngô Bình không vào được không gian nên chỉ có thể nhờ Viêm Dương giúp đỡ, cầm từng loại dược liệu mà nó thu gom trồng vào trong vườn. Nhân sâm, linh chi gì đều là dược liệu bình thường, còn có cả kỳ chân dị bảo như hoàng kim thánh quả. Khi trồng mỗi loại dược liệu xuống thì cũng sẽ chôn vào từng loại đất thần tương ứng. Có đất thần thì đất đai xung quanh cũng xảy ra thay đổi. Chẳng mấy chốc, một mảnh vườn dược liệu rộng hơn 10 mẫu đất đã ra đời. Viêm Dương biến thành một anh nông dân chăm chỉ xử lý vườn dược liệu cho Ngô Bình. Một lát nữa, anh còn có thể bỏ đào tiên vào để nó ra quả tiếp. Làm xong chuyện đó thì trời cũng sắp tối, Nhậm San San lái xe tới đón Ngô Bình, cả hai cùng đi gặp Kim Vĩnh Lợi. Nhậm San San lái xe vào một câu lạc bộ tư nhân ở Hải Thành. Hai người đi vào một tòa nhà màu đỏ, vừa đi đến đã có hai tên vệ sĩ ngăn Ngô Bình lại, người bên trái lạnh lùng nói anh không thể đi vào. Nhậm San San nhàn nhạt nói, anh ấy không vào thì tôi cũng sẽ không vào. Thế nên tên vệ sĩ kia đành dùng tai nghe liên lạc với bên trên, trao đổi mấy câu xong bèn nói, hai người có thể đi lên. Hai người đi vào trong rồi vô thang máy đi lên tầng. Vừa ra thang máy đã có người chờ họ, cô Nhậm, mời cô đi theo tôi. Hai người đi theo đối phương một đoạn, tiến vào một cái đại sảnh xa hoa. Lúc này, Kim Vĩnh Lợi đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da. Bên cạnh còn có ba người. Kim Vĩnh Lợi thấy Nhậm San San tới, trên mặt lập tức nở nụ cười đắc ý. Nhưng khi anh ta thấy bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông thì thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Là mày, Ngô Bình, anh ta đứng bật dậy, mặt mày dữ tợn quát. Trước đây, đáng lẽ ra Đường Tử Di sẽ phải gả cho anh ta, nhưng vì người trước mặt mà lại bỏ lỡ mất cô ấy. Đáng ghét hơn là, cổ phần của anh ta trong tập đoàn Đường Thị cũng phải chuyển nhượng lại cho Ngô Bình một phần. Coi như là tổn thất nặng nề. Điều này cũng khiến cho nhà họ Kim phải nhường lại hết toàn bộ cổ phần trong tập đoàn Đường Thị cho nhà họ Đường, hoàn toàn bị đá ra khỏi tập đoàn Đường Thị. Chẳng những vậy, Ngô Bình còn bắt tay với Đường Tử Di thành lập thị trấn Phỉ Thúy. Đây rõ ràng là cướp mối làm ăn của nhà họ Kim. Có thể nói là Kim Vĩnh Lợi cực kỳ hận Ngô Bình, ước gì anh chết đi mới tốt. Ngô Bình lạnh nhạt chào hỏi, Kim Vĩnh Lợi, lâu rồi không gặp. Kim Vĩnh Lợi cười lạnh, Ngô Bình, lại là mày làm hỏng chuyện tốt của tao. Hôm nay, tao mà không giết mày thì tao sẽ không họ Kim. Ngô Bình cũng nói, vậy anh phải nghĩ kỹ trước xem sau này mình sẽ họ gì. Bên trái Kim Vĩnh Lợi ngồi một người đàn ông trung niên da rẻ nám sạm, đôi mắt một con to một con nhỏ, đầu tóc rối bù, mặc một cái áo khoác màu vàng ú na ú nần. Ông ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình nói, nhóc con, khách sáo với cậu Kim chút. Không thì tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Ngô Bình liếc ông ta một cái, tu vi của người này cũng không yếu, luyện khí đại chu thiên. Tiếc là thực lực ấy vẫn không có tư cách làm đối thủ của anh. Ngô Bình nhàn nhạt nói, ông không có tư cách đánh nhau với tôi. Người đàn ông trung niên khoác áo vàng nổi giận, lấy một lá bùa cổ xưa trong túi tiền treo trên eo ra, cắn chót lưỡi phun một ngụm máu lên trên rồi ném về phía Ngô Bình. Lá bùa đó tỏa ánh vàng. Ngưng tụ thành một nắm tay đấm thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình hoảng sợ, vội vàng né sang bên, nắm đấm kia đánh lên tường,
vách tượng bị nó đánh ra một cái lỗ. Khi anh né, tay phải cũng nhấn một cái, một luồng gió mạnh bắn về phía người đàn ông trung niên. Cả người ông ta lập tức cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Ngô Bình cướp lấy lá bùa của ông ta, tiện thể giật lấy túi tiền treo trên eo, bên trong còn có mấy lá bùa cùng loại. Chương 716, đi tìm thuốc chữa bệnh. Người đàn ông áo vàng mặt biến sắc, hắn ta nhìn Ngô Bình, vừa ngạc nhiên vừa giận dữ nói, trả bùa thần lại cho tôi. Ngô Bình hỏi, bùa này anh lấy ở đâu ra vậy? Tên áo vàng giận dữ quát, sao tôi phải nói với anh? Ngô Bình không thèm để ý đến hắn ta nữa. Anh nhìn sang hai người đang ngồi, nói, nếu các người không ra tay thì cút ngay đi. Hai người này tu vi khá cao, một người ở cảnh giới thần còn một người đang ở giai đoạn luyện khí thành sức mạnh. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó người thuộc cảnh giới thần đứng lên nói, xin hãy cho tôi được biết quý danh của các hạ. Ngô Bình lạnh lùng, các người chưa đủ tư cách để biết, nói rồi anh để quyền ý của mình bộc phát ra bên ngoài. Hai người kia kinh ngạc, như hai con mèo bị giẫm phải đuôi vội vã chuồn thẳng. Vừa chạy, cao thủ cảnh giới thần kia vừa sợ hãi hỏi, đó là quyền ý phải không? Người còn lại run rẩy đáp, chắc chắn là quyền ý rồi. Trời ạ, trên đời này còn có người có quyền ý mạnh đến vậy. Kim Vĩnh Lợi hóa đá, ba cao thủ này khó khăn lắm anh ta mới kết giao được. Vốn anh ta cho rằng có họ ở đây thì Ngô Bình chỉ còn đường chết. Thật không ngờ, Ngô Bình chưa cả ra tay thì mấy người kia đã chạy mất dép. Người duy nhất còn lại thì xem ra cũng sắp xong đời. Anh đừng có mà làm bậy, Kim Vĩnh Lợi lúc này ngoài cứng nhưng bên trong đã mềm nhũn ra vì sợ. Anh ta vừa nói vừa lùi về phía sau. Ngô Bình, Kim Vĩnh Lợi, anh tìm tận ba cao thủ tới, lẽ nào là định giết tôi? Kim Vĩnh Lợi vội vã đáp, tôi tìm họ tới là bởi có việc khác cần dùng chứ không liên quan gì đến anh cả. Ồ, chuyện gì thế? Ngô Bình nhìn anh ta hỏi. Nhìn vào mắt Ngô Bình xong Kim Vĩnh Lợi như bị sét đánh. Anh ta bất giác đáp, tôi chuẩn bị tới Hải Thành tham gia một cuộc đấu giá ngầm. Ngô Bình, cuộc đấu giá ngầm tại Hải Thành, đấu giá gì vậy? Gì cũng có, hơn nữa đều là những bảo vật quý giá, Kim Vĩnh Lợi đáp. Ngô Bình đáp, hội đấu giá này khi nào tổ chức? Tham gia thế nào? Kim Vĩnh Lợi, đêm nay lúc 12 giờ, chỉ có những người có thẻ mới được vào. Ngô Bình chìa tay ra, đưa thẻ cho tôi. Kim Vĩnh Lợi ngoan ngoãn giao cho anh một chiếc thẻ màu xanh lam, bên trên chỉ có một ký hiệu kỳ lạ. Ngô Bình đáp, Kim Vĩnh Lợi, số tiền mà Nhậm San San nợ anh phải trả lại cô ấy. Anh đem hợp đồng vay nợ ra đây. Kim Vĩnh Lợi dù có bất mãn đến thế nào đi nữa cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi lấy hợp đồng. Ngô Bình nhìn một cái, sau đó vò nhẹ một cái là tờ hợp đồng nát thành bột giấy. Đêm nay lập tức cút khỏi Hải Thành, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, anh lạnh lùng nói. Kim Vĩnh Lợi quay lưng chuồn thẳng, một giây không dám chậm trễ. Nhậm San San thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn anh. Xem ra nếu hôm nay anh không xuất hiện thì Kim Vĩnh Lợi này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Ngô Bình cười lạnh, cô nghĩ anh ta chịu nghe lời như vậy sao? Nhậm San San ngạc nhiên, ý anh là ông ta sẽ còn quay lại trả thù tôi. Ngô Bình đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy Kim Vĩnh Lợi đang chạy về phía một chiếc xe mới đi tới. Anh ta đứng trước xe, nói vài câu gì đó. Cửa xe mở ra, một người bước xuống. Người này trông chỉ chừng ngoài 40, mặc đường phục màu xanh xám. Người này ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Bình. Mặc dù cách nhau hơn 100 mét nhưng Ngô Bình vẫn cảm nhận được người này mạnh thế nào. Ít nhất đây cũng phải là một võ vương. Kim Vĩnh Lợi lại mời tới được một nhân vật lợi hại như vậy sao? Ngô Bình cũng là một võ vương, mặc dù sức mạnh của anh vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn đối phó được với người ở bên dưới kia. Anh đẩy cửa sổ mở ra, nhảy xuống bên dưới. Nhậm San San đứng bên cạnh giật nảy mình, vội vã chạy ra thang máy. Ngô Bình thong thả đáp xuống đất, sau đó đi về phía người kia. Khoảng cách giữa hai bên không ngừng được thu hẹp. 50 mét, 30 mét rồi 10 mét. Ngô Bình dừng lại, nhìn người trước mặt rồi hỏi, ông là quân vô tướng. Người kia bình thản đáp, là tôi, còn cậu là Đại Tông Sư Ngô Bình. Ngô Bình, chính là tôi. Quân vô tướng, Đại Tông Sư từng gặp tôi sao? Ngô Bình, tôi từng nghe từ Quý Phi nhắc đến ông. Quân vô tướng, hóa ra là vậy. Ban nãy Kim Vĩnh Lợi này nhờ tôi trừ khử Tông Sư. Ngô Bình cười đáp, một con kiến như anh ta làm sao có thể mời được một võ vương tới đây kia chứ? Cho nên, ông tìm tôi có việc khác phải không?
Quân Vô Tướng bước thêm mấy bước, cúi chào Ngô Bình, tôi từ lâu đã nghe danh y thuật của Tông Sư là thiên hạ vô song nên Quân Vô Tướng hôm nay có việc thỉnh cầu Tông Sư giúp đỡ. Kim Vĩnh Lợi ngơ người, đứng chết chân nhìn Quân Vô Tướng. Ngô Bình đáp, Từ Quý Phi là bằng hữu của tôi. Ông có ơn với anh ấy, có gì cần tôi giúp xin cứ nói. Quân Vô Tướng, chúng ta có thể tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện không? Ngô Bình gật đầu, sau đó anh quay sang nhìn Kim Vĩnh Lợi, nói Kim Vĩnh Lợi, có lẽ anh chưa biết. Tu vi của tôi còn cao hơn vị này một chút, hiện giờ, anh muốn chết kiểu gì đây? Trước đó, Ngô Bình đã giơ cao đánh khẽ, giữ lại cho Kim Vĩnh Lợi cái mạng. Không ngờ vừa thả anh ta đi thì anh ta đã lại tìm cách giết anh. Loại người này, Ngô Bình không thể giữ lại. Kim Vĩnh Lợi trong lòng tê tái. Trong ấn tượng của anh ta, Ngô Bình cũng không quá mạnh. Sao lại có thể có tu vi cao hơn cả Quân Vô Tướng được? Quân Vô Tướng là nhân vật lẫy lừng vùng Giang Tả, là cao thủ số một vùng này. Sao có thể không mạnh bằng Ngô Bình được kia chứ? Quân Vô Tướng, Đại Tông Sư, chuyện nhỏ này cứ để tôi xử lý. Sau đó, Quân Vô Tướng khẽ phất tay một cái, Kim Vĩnh Lợi như thể người say rượu ngồi phệt xuống đất, trong người cảm thấy rất ấm. Cảm giác kỳ lạ này khiến anh ta cảm thấy rất thoải mái. Quân Vô Tướng hờ hững nói, cậu chủ Kim, mau về nhà gặp bố mẹ lần cuối để ra đi không phải tiếc nuối. Kim Vĩnh Lợi mặt biến sắc, kêu khóc, ông đã làm gì tôi vậy? Quân Vô Tướng không thèm quan tâm đến Kim Vĩnh Lợi nữa mà dẫn Ngô Bình đi vào một căn phòng nhỏ. Quân Vô Tướng lúc này chắp tay, nói, xin Đại Tông Sư cứu mạng tôi. Nói rồi, vị cao thủ Giang Tả này đột ngột quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên nhưng lại không dìu Quân Vô Tướng dậy. Đầu gối của người đàn ông quý hơn cả vàng. Giờ Quân Vô Tướng quỳ trước mặt anh chứng tỏ điều ông ấy cần nhờ không hề đơn giản. Anh khẽ cau mày nói, ông cứ nói tôi nghe tình hình trước đã. Nếu tôi giúp được chắc chắn sẽ giúp, còn nếu tôi không giúp được thì chẳng phải ông quỳ như vậy cũng vô nghĩa sao? Quân Vô Tướng đáp, Đại Tông Sư y thuật vô song, chắc chắn sẽ có cách. Sau đó, Quân Vô Tướng thuật lại tình hình cho Ngô Bình. Hóa ra, mười mấy năm trước Quân Vô Tướng gặp một cô gái trẻ. Khi đó Quân Vô Tướng đã hơn 70 tuổi, thế nhưng hai người họ lại yêu thương lẫn nhau nên Quân Vô Tướng quyết định quy ẩn giang hồ để sống bên cô gái này. Hai người họ sống nơi núi rừng, có với nhau một đứa con trai và một đứa con gái. Con cái họ ngoan ngoãn tài giỏi, vợ chồng hòa thuận nên cuộc sống cứ như trong mơ vậy. Có lẽ Quân Vô Tướng khi đó đã sống hạnh phúc và từ bỏ chấp niệm trước kia nên 3 năm trước, gặp cơ duyên đột phá lên cảnh giới tiên, trở thành võ vương như hiện tại. Vốn đây là chuyện tốt, nhưng không lâu trước đây đột nhiên có một kẻ tự xưng là chúa tể thời gian đến tìm ông ấy, yêu cầu ông ấy gia nhập tổ chức của hắn. Quân Vô Tướng lúc này không muốn vướng bận chuyện giang hồ nữa nên đương nhiên đã từ chối. Nhưng kẻ đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thường xuyên xuất hiện quấy rầy cuộc sống của ông ấy. Sau cùng, một năm trước, kẻ này đã ra tay với Quân Tiểu Phàm con trai Quân Vô Tướng để ép ông ấy gia nhập tổ chức của mình. Quân Vô Tướng vẫn chưa trả lời kẻ kia. Ông ấy nghĩ mọi cách để cứu con trai mình nhưng đều không thành công. Hiện giờ đã sắp một năm trôi qua, Quân Tiểu Phàm cứ thế này thì sẽ phải chết. Hơn nữa sẽ chết trong đau đớn. Chương 717, chữa bệnh cho Nhậm San San. Ngô Bình nghe xong liền hỏi, ông có đưa Quân Tiểu Phàm tới không? Quân Vô Tướng vội đáp, nó đang ở trên xe. Ngô Bình, để tôi gặp cậu bé. Quân Vô Tướng bảo thuộc hạ dẫn con mình tới chỗ Ngô Bình. Cậu bé Quân Tiểu Phàm chừng 12-13 tuổi, mặt trắng bệch, nhăn nhó vì đau đớn. Có điều cậu bé rất kiên cường, cắn răng chịu đựng không kêu một lời. Ngô Bình cười nói, Tiểu Phàm, chú là bác sĩ, nói cho chú biết cháu đau chỗ nào nhé. Cậu bé này còn nhỏ nhưng cực kỳ hiểu lễ nghĩa, cúi người chào Ngô Bình rồi nói, cháu chào chú. Cứ 4 tiếng đồng hồ là bụng cháu đau lắm, cứ như đứt từng khúc ruột vậy. Ngô Bình hỏi tiếp, còn đau ở chỗ nào nữa không? Quân Tiểu Phàm, đầu cháu cũng đau lắm, có điều không đau bằng bụng thôi. Ngô Bình quan sát một lát rồi cười hỏi, Tiểu Phàm, chú sẽ làm vài động tác, cháu làm theo được không? Quân Tiểu Phàm gật đầu. Ngô Bình liền thực hiện một động tác, Quân Tiểu Phàm nén đau làm theo. Cậu bé thấy động tác này rất khó, hơn 10 phút sau mới miễn cưỡng làm được theo, hơn nữa cũng không giữ được tư thế đó quá lâu. Ngô Bình thấy cậu bé đã làm được tương đối rồi thì chuyển sang động tác thứ hai. Tư chất của cậu bé này không tồi nên lần này đã học nhanh hơn, chưa tới 10 phút đã làm được. Cứ như vậy, Ngô Bình làm 12 động tác,
Quân Tiểu Phàm học theo. Sau cùng, Ngô Bình liên kết cả 12 động tác lại thành một nhóm động tác. Quân Tiểu Phàm làm theo anh 5 lần, sau đó đã tập được giống hệt. Ngô Bình tấm tắc khen, Quân Võ Vương, Tiểu Phàm rất có tư chất. Quân Vô Tướng đáp, Đại Tông Sư quá khen rồi. Ngô Bình nói tiếp, 12 động tác chú dạy cháu này, cháu phải chăm chỉ tập, tập càng chậm càng tốt. Đến khi nào mà mỗi 2 tiếng cháu tập được một động tác thì bệnh của cháu sẽ khỏi. Quân Tiểu Phàm kinh ngạc hỏi, tập một động tác 2 tiếng sao ạ? Ngô Bình gật đầu hỏi, giờ bụng cháu có đau không? Quân Tiểu Phàm, dạ không ạ. Ngô Bình, ban đầu cháu có thể tập nhanh nhưng dần dần hãy chậm lại. Quân Tiểu Phàm gật đầu, cháu nhớ rồi ạ. Ngô Bình xoa đầu cậu bé, nói, ra kia tập tiếp nhé. Quân Tiểu Phàm đi ra một góc tiếp tục tập 12 động tác này vô cùng chăm chỉ. Quân Vô Tướng là người tu luyện nên đương nhiên sớm đã nhận ra đây là một bộ đoàn thể thuật. Ông ấy cảm động nói, Đại Tông Sư, đoàn thể thuật của Tông Sư thật lợi hại. Nó giải được chất độc trong người Tiểu Phàm sao? Ngô Bình, kẻ đó đã làm tổn hại đến dây thần kinh của cậu bé, hiện tại vẫn chưa có cách chữa tối ưu. Tôi dạy cho cậu bé một bộ đoàn thể thuật để đả thông các dây thần kinh. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập là một tuần sẽ hồi phục như thường, hơn nữa cũng sẽ có ích đối với cậu bé. Bộ đoàn thể thuật này vốn rất khó luyện bởi người bình thường khi tập khó lòng biết được mình đã tập đúng hay chưa. Quân Vô Tướng lập tức hiểu ra vấn đề, sáng mắt lên hỏi, ý Đại Tông Sư là nếu Tiểu Phàm luyện đúng thì bụng nó sẽ không đau nữa. Ngô Bình gật đầu đáp, nếu càng luyện càng thấy thoải mái thì chứng tỏ đã luyện đúng. Quân Vô Tướng cúi đầu cảm tạ Ngô Bình, đa tạ Đại Tông Sư. Gan ông cũng không nhỏ đâu. Đột nhiên ở đâu vang lên một giọng nói lạnh như băng, cứ như thể vọng lên từ 9 tầng địa ngục. Quân Vô Tướng mặt biến sắc, vội vã nói, không hay rồi. Đó chính là chúa tể thời gian. Ngô Bình mặt không biến sắc, nhanh chóng đi ra ngoài cửa bình thản nói, đã đến tận đây rồi sao còn không hiện thân đi. Ở phía gò đất không xa bốc lên một cột khói đen. Cột khói đen ngưng tụ lại thành hình người. Kẻ này cao gầy, đôi mắt như hai ngọn lửa địa ngục đang cháy bập bùng. Ngô Bình cười lạnh hỏi, mày chính là chúa tể thời gian. Đối phương cười âm hiểm đáp, đúng vậy, dám đối đầu với địa phủ, xem ra mày chán sống rồi. Ngô Bình hừ một cái đáp, mày có quen đế tân không? Chúa tể thời gian khựng lại, hỏi, mày quen đế tân sao? Ngô Bình, trước khi ra tay, tốt nhất mày nên đi tìm đế tân trước. Chúa tể thời gian cho tay vào trong áo, cũng không biết hắn đã dùng thủ thuật gì để liên lạc với đế tân. Một phút sau, hắn cau mày nói, thật không ngờ thập hỏa vương lại bảo vệ mày như vậy. Chuyện hôm nay bỏ qua, coi như tao tha cho mày một mạng. Ngô Bình, bỏ ý đồ với Quân Vô Tướng đi. Chúa tể thời gian hừ một tiếng rồi lại biến thành một cột khói đen, chui xuống khe nứt trên mặt đất. Quân Vô Tướng đứng bên cạnh thấy Ngô Bình nói vài câu đã giải quyết xong xuôi thì vô cùng bội phục, cũng vô cùng cảm động nói, Đại Tông Sư, ơn lớn không thể nói hết bằng lời. Ngô Bình, có lời này tôi không biết có nên nói hay không. Quân Vô Tướng, Tông Sư cứ nói. Ngô Bình, người trong giang hồ nhiều khi không quyết định được vận mệnh của mình. Giờ ông là võ vương, hôm nay người của địa phủ muốn lôi kéo ông. Ngày mai có thể sẽ có thế lực khác muốn lôi kéo ông, có muốn thoát cũng không được. Quân Vô Tướng thở dài, Đại Tông Sư nói phải. Ngô Bình, giờ tôi là đường sư 4 sao của đường môn, tương lai có thể làm thiếu tôn của đường môn. Nếu ông muốn tôi có thể giới thiệu ông gia nhập đường môn. Sau này cơ nghiệp của đường môn ở Giang Tả sẽ do ông phụ trách. Quân Vô Tướng trầm ngâm một lát rồi đáp, xin hãy cho tôi suy nghĩ vài ngày, sau đó tôi sẽ trả lời Tông Sư. Ngô Bình gật đầu, không vội, ông cứ nghĩ cho kỹ. Ông tới Hải Thành để tham gia cuộc đấu giá sao? Quân Vô Tướng đáp, vâng, đây là lần đầu tôi tham gia nên mới định tới nhờ Kim Vĩnh Lợi dẫn đường. Ngô Bình, vừa hay tôi cũng tới đó, chúng ta cùng đi đi. Sau đó anh nói với Nhậm San San, cô về trước đi nhé. Nhậm San San kéo tay anh nói, anh tiễn tôi về nhé. Ngô Bình nhìn Nhậm San San, bất lực nói, được rồi. Ngô Bình nói vài câu với Quân Vô Tướng rồi đưa Nhậm San San rời khỏi đó. Sau khi ngồi lên xe, Nhậm San San thở dài một hơi, nói, Ngô Bình, anh đỉnh thật đấy. Ngô Bình cười hỏi lại, giờ cô mới biết hả? Nhậm San San, vẫn còn lâu mới đến nửa đêm, tôi mời anh một ly nhé. Ngô Bình gật đầu, được thôi. Ở gần đó có một khách sạn của nhà họ Nhậm, đồ ăn ở đó ngon tuyệt hảo. Nhậm San San dặn dò bếp một câu,
sau đó đầu bếp đích thân mang đồ ăn lên cho họ. Hai người họ đi vào căn phòng xa hoa bậc nhất trong khách sạn. Có một phòng khách và một ban công trồng nhiều hoa. Chưa đến nửa tiếng sau, một bàn đồ ăn đã được dọn lên. Nhậm San San rót đầy một ly rượu trắng cho Ngô Bình rồi nâng ly lên, nói tôi kính anh ly này. Uống xong một ly rượu, mặt Nhậm San San đỏ bừng lên. Cô ấy đột nhiên lý nhí, Ngô Bình, lúc trước anh bảo cơ thể tôi thuần âm, chỉ có tìm một người đàn ông tôi thích rồi dâng hiến cơ thể mình cho người đó mới có thể chữa bệnh phải không? Ngô Bình cười đáp, đúng vậy, cho nên cô tranh thủ mà tìm kiếm đi nhé. Nhậm San San nhìn thẳng vào anh, nói, giờ tôi đã có người mình thích. Nhưng tôi không biết người đó có thích tôi hay không. Ngô Bình sững người, trong lòng có dự cảm không lành nên đang định tính kế chuồn khỏi đây. Thế nhưng, Nhậm San San đã đứng dậy khỏi ghế, ngồi vào lòng anh. Cô ấy vòng tay ôm cổ anh như cười như không. Ngô Bình đông cứng người lại, hỏi, hình như làm thế này không hay lắm. Nhậm San San không nói gì, đặt lên môi anh một nụ hôn. Ngô Bình lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa. Hai tay anh ôm chặt lấy cô. Không biết bao nhiêu lâu sau đó, Nhậm San San cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói, giờ em đã thuộc về anh. Lúc Ngô Bình rời khách sạn đã là 11 giờ đêm. Anh vội vã tới chỗ hẹn với Quân Vô Tướng để cùng tham gia hội đấu giá. Cuộc đấu giá tổ chức trên một chiếc du thuyền ngoài biển. Quân Vô Tướng gọi một cuộc điện thoại, chẳng bao lâu sau đã có một chiếc trực thăng đáp xuống đón hai người họ. Trực thăng bay hơn một tiếng đồng hồ rồi đáp xuống một sân bay trên du thuyền. Đây chính là nơi tổ chức cuộc đấu giá. Chương 718, trên du thuyền xa hoa. Sau khi xuống khỏi trực thăng, có hai người phục vụ đi tới chỗ họ rồi dẫn Ngô Bình và Quân Vô Tướng xuống tầng 1. Tầng 1 của du thuyền là một sòng bạc rất lớn, bên trong có các loại máy móc trò chơi cá cược. Hàng chục nghìn người đang chơi ở đó. Không sai, đây là một chiếc du thuyền cực xa hoa, hội đấu giá chỉ là một chương trình đi kèm chứ không phải hạng mục kinh doanh chính. Người phục vụ cười nói, hai vị tiên sinh, hội đấu giá ở trên tầng 3, khoảng một tiếng sau sẽ bắt đầu. Hai vị có thể nghỉ ngơi một lát hoặc tham gia các trò chơi ở đây. Trong giới cực xa hoa này đương nhiên không thiếu các cô gái xinh đẹp. Có cô từ Âu Lạc Ba, có cô từ Phi Châu, Á Châu. Chỉ cần có tiền là sẽ được họ phục vụ từ A đến Z. Hơn nữa, nếu muốn ở lại chơi vài ngày thì trên du thuyền cũng có những phòng xa hoa để phục vụ hành khách. Cho nên, có những người đã ở trên du thuyền này cả nửa năm trời. Có điều, mấy trò đỏ đen này chơi lâu ắt sẽ thua. Những người đó sau cùng cũng tay trắng rời đi, hoặc nợ bọn cho vay nặng lãi một núi tiền. Ngô Bình không có hứng thú với mấy trò cá cược này nên anh đi vào khu vực phòng nghỉ, lấy ra một gói trà rồi nhờ người phục vụ pha một ấm trà cho mình. Sau đó anh chuyện trò đôi câu chuyện phiếm với Quân Vô Tướng. Vừa nói chuyện được vài câu thì anh nhìn thấy một cô gái mặc áo sườn xám vô cùng xinh đẹp đang đi tới. Cô gái ngồi xuống chỗ cách Ngô Bình không xa. Cô gái đưa mắt nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Nhìn thấy cô gái này, Ngô Bình suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nhớ tới một cái tên. Anh gọi một tiếng, Liễu Khinh Mi. Cô gái này chính là một trong số những hoa khôi trường cấp 3 của anh năm xưa Liễu Khinh Mi. Nhan sắc của cô ấy mặc dù không bằng Đường Tử Di và Lý Mai nhưng vẫn phải xếp vào hàng đại mỹ nhân. Liễu Khinh Mi nghe có người gọi tên mình thì bần thần một lát, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Ngô Bình. Hai người họ nhìn thấy nhau, Liễu Khinh Mi suy nghĩ một lát rồi kinh ngạc hỏi, cậu là Ngô Bình phải không? Ngô Bình đứng dậy đi về phía cô ấy, nói, người đẹp, không ngờ cậu vẫn nhớ tôi. Liễu Khinh Mi cười đáp, giờ cậu là ông chủ lớn rồi. Lần trước Thôi Hưng Khải còn nói với tôi công trình cậu ấy nhận đều là do cậu giới thiệu. Ngô Bình, ông chủ lớn gì chứ, tôi chỉ là một bác sĩ thôi. Tôi đang thực tập ở bệnh viện. Sự hào hứng trong mắt Liễu Khinh Mi đã bớt đi phần nào. Cô ấy hỏi, vậy cậu làm cách nào giới thiệu công trình cho Thôi Hưng Khải vậy? Ngô Bình cười đáp, tôi trùng hợp quen biết ông chủ công ty đó, hai bên đều có hợp tác với nhau nên mới đàm phán thành công. Liễu Khinh Mi ừm một tiếng. Ánh mắt vẫn len lỏi trong đám đông tìm kiếm gì đó. Cô gái này giờ có vẻ đã không còn hứng thú với Ngô Bình. Ngô Bình cười hỏi, cậu đang tìm ai sao? Liễu Khinh Mi gật đầu đáp, tôi đang đợi học trưởng Trương. Ngô Bình hỏi, học trưởng Trương nào nhỉ? Liễu Khinh Mi không khỏi đảo mắt chán trường đáp, có thể được chúng ta gọi là học trưởng, đương nhiên chỉ có Trương Quảng Thái. Ngô Bình đã nhớ ra người này. Ở trường họ năm xưa, Trương Quảng Thái này nổi tiếng nhất. Hiện giờ anh ta đang là người điều hành quỹ Thiên Thuật,
gia sản lên tới hơn 30 tỷ tệ. Đàn anh này còn được ghi tên trong lịch sử của trường. Ngô Bình, hóa ra là đàn anh Trương Quảng Thái. Anh ấy quả thực rất nổi tiếng. Liễu Khinh Mi, Ngô Bình, hẹn ngày khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Ngô Bình rất biết ý nên đáp, vậy không làm phiền người đẹp nữa, tôi sang bên kia ngồi nhé. Ngô Bình vừa ngồi xuống không lâu thì một người đàn ông chừng 34-35 tuổi đi tới. Có hai người một nam một nữ đi theo anh ta. Người đàn ông này rất phong độ, mắt cũng rất sáng. Liễu Khinh Mi vội vã đứng dậy, yểu điệu nói, học trưởng. Người ta đợi anh cả nửa ngày rồi đó. Ngô Bình trước đó chưa từng gặp Trương Quảng Thái nên cũng không đi tới chào hỏi. Trương Quảng Thái ngồi xuống đối diện Liễu Khinh Mi, ánh mắt ánh ta nhìn Liễu Khinh Mi chòng chọc không hề kiêng dè, như thể đang muốn lột quần áo cô ấy xuống vậy. Liễu Khinh Mi vừa xấu hổ vừa lo lắng, nói ánh mắt của học trưởng mãnh liệt quá, người ta ngại đó. Trương Quảng Thái khẽ mỉm cười đáp, Khinh Mi, hôm nay anh tới đây để gặp một nhân vật quan trọng. Lát em đi cùng anh nhé. Liễu Khinh Mi sáng mắt lên hỏi, học trưởng, là nhân vật tiếng tăm nào vậy? Trương Quảng Thái cười đáp, là hoàng đế của nửa cái hải thành này, người có quyền hô phong hoán vũ ở đây Hoàng Thiên Bá. Liễu Khinh Mi nói như reo lên, em từng nghe danh ông ấy. Nghe nói ở hải thành ngoài Tiêu Thiên Kỳ thì không còn ai dám đắc tội với ông ấy. Trương Quảng Thái, nói như vậy cũng đúng. Hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên Liễu Khinh Mi chỉ về phía Ngô Bình nói, học trưởng, cậu ấy cũng học cùng trường với chúng ta. Trương Quảng Thái nghiêng đầu nhìn theo hướng Liễu Khinh Mi chỉ rồi hỏi, cậu ta hiện làm gì vậy? Là bác sĩ thực tập. Trương Quảng Thái khẽ nhếch miệng, một bác sĩ thực tập đương nhiên chẳng là cái đinh gì để anh ta phải kết giao. Là một ông chủ nắm hàng chục tỷ tệ trong tay, Trương Quảng Thái sẽ không lãng phí thời gian vào những người không đáng. Sau khi Trương Quảng Thái ngồi xuống, Ngô Bình cũng liếc nhìn về phía đó. Anh phát hiện ra sắc mặt Trương Quảng Thái có gì đó rất lạ. Nhìn kỹ hơn thì anh nhận ra Trương Quảng Thái đang trong tình trạng sắp trúng phong. Hơn nữa, sau cơn bệnh này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, khả năng cao sẽ trở thành người thực vật. Dù gì cũng là bạn cùng trường, Trương Quảng Thái còn là niềm tự hào của ngôi trường đó nên Ngô Bình có lòng muốn giúp anh ta. Ngô Bình liền đi về phía đó, cười nói, học trưởng Trương, tôi đã nghe danh anh từ lâu. Trương Quảng Thái hơi nghiêng người, cười hỏi, cậu là? Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, học cùng trường cấp 3 với anh. Trương Quảng Thái châm một điếu thuốc, không nói gì nữa. Trương Khinh Mi khẽ cau mày, nói, Ngô Bình, học trưởng bận lắm, không có thời gian nói chuyện với cậu đâu. Mặt Ngô Bình đông cứng lại, anh hờ hững nói, tôi không tới để nói chuyện phiếm. Anh Trương, với kinh nghiệm của một bác sĩ, tôi chẩn đoán trong khoảng 12 giờ tới anh sẽ dễ bị trúng gió đột quỵ. Hiện giờ tốt nhất anh nên tìm một bệnh viện để chữa trị ngay. Trương Quảng Thái lông mày dựng đứng lên, lạnh lùng đáp, nói với tôi những lời ngớ ngẩn đó, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Liễu Khinh Mi cũng nổi giận, nói bằng giọng chán ghét, Ngô Bình, cho dù cậu muốn kết giao với anh ấy thì cũng không nên nói dối như vậy. Sự kiên nhẫn của Ngô Bình đến đây là hết, anh lạnh lùng nói, tôi chỉ nói đến đây, tin hay không tùy hai người quyết định. Dứt lời, anh quay lưng đi về chỗ. Trương Quảng Thái lắc đầu nói, muốn đi đường tắt thì cũng phải khéo léo mới được. Loại người lỗ mãng này không hiểu sao lại trở thành bác sĩ được kia chứ. Liễu Khinh Mi, đúng vậy, nghĩ mình quen biết một vài người là có tư cách kết thân với học trưởng. Đúng là ấu trĩ. Trương Quảng Thái nghe xong thì khá tò mò hỏi, em nói gì vậy? Quen biết ai cơ? Liễu Khinh Mi liền đem chuyện của Thôi Hưng Khải kể lại cho Trương Quảng Thái nghe. Nghe xong, anh ta hỏi ngay, ý em là cậu ta đã giúp Thôi Hưng Khải kiếm được một mớ tiền sao? Liễu Khinh Mi, đúng vậy, chính Thôi Hưng Khải nói với em. Có điều em đã hỏi cậu ta rồi, chỉ là trùng hợp nhờ được người ta giúp đỡ mà thôi. Trương Quảng Thái vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Anh ta biết Thôi Hưng Khải, người này cũng có chút tiếng tăm trong giới thượng lưu hải thành. Ngô Bình có thể giới thiệu công trình cho cậu ta, có thể thấy Ngô Bình này cũng không hề đơn giản. Chương 719, Liễu Khinh Mi bị ép buộc. Đúng lúc này, Trương Quảng Thái chợt nhìn thấy gì đó, anh ta vội vàng đứng dậy. Thì ra cách đó không xa, anh ta đã nhìn thấy Hoàng Thiên Bá dẫn theo người của mình bước nhanh tới. Ông chủ sòng bạc lập tức tươi cười hớn hở đi theo sau Trương Quảng Thái rồi cúi gập người, ngoài ra các nhà hào môn khác ở Hải Thành cũng vây kín xung quanh ông ta. Tuy Hoàng Thiên Bá đã là con rối của Ngô Bình, nhưng khí thế vẫn không giảm chút nào. Trái lại, nhờ được Ngô Bình dẫn dắt mà tu vi của ông ta còn tăng lên.
Nếu con rối tập trung luyện công thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Trương Quảng Thái thấy hơi căng thẳng, đây là sự cố hiếm hoi mà anh ta gặp phải sau khi công thành danh toại, anh ta chỉ đốn lại quần áo rồi ra đón Hoàng Thiên Bá. Xong, hình như Hoàng Thiên Bá không hề để ý đến anh, ông ta trực tiếp phất cánh tay đang giơ ra của Trương Quảng Thái rồi đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình cũng đã nhìn thấy Hoàng Thiên Bá, anh thấy hơi ngạc nhiên, vì không biết tại sao ông ta lại đến đây. Ông ta vung tay lên, ra hiệu cho mọi người ở phía sau đứng tránh sang một bên, còn mình thì lễ phép đi tới cúi chào Ngô Bình, chủ nhân, người cũng ở đây ạ. Ngô Bình, ông đến làm gì thế? Hoàng Thiên Bá có mấy ông chủ ở Hải Thành muốn bàn chuyện làm ăn với chúng ta. Hôm nay sẽ bàn chuyện trên thuyền, tiện thể chơi vài ván luôn ạ. Ngô Bình hỏi, chuyện làm ăn mà ông nói chính là ngành bảo hiểm và tài chính mà tôi từng nhắc đấy à? Hoàng Thiên Bá, vâng, biết chúng ta sắp tiến vào hai ngành này nên bọn họ ngỏ ý muốn tham gia cùng. Ngô Bình, đấy là họ muốn mượn tầm ảnh hưởng của ông ở Hải Thành thôi, vì không phải ai cũng có thể xin được giấy phép kinh doanh hai mảng trên đâu. Hoàng Thiên Bá, chủ nhân nói đúng. Ngô Bình xua tay, được rồi, các ông bàn chuyện đi. Hoàng Thiên Bá cúi chào. Điều này khiến mọi người đều thầm thấy kinh ngạc và tò mò không biết Ngô Bình là ai mà Hoàng Thiên Bá phải khúm núm với anh như thế. Trương Quảng Thái ngẩn ra, rốt cuộc Ngô Bình này có lai lịch thế nào mà Hoàng Thiên Bá phải khom lưng như vậy? Anh vội hỏi Liễu Khinh Mi, cậu ta thật sự chỉ là một bác sĩ thực tập thôi ư? Liễu Khinh Mi lạnh toát người rồi run giọng đáp, cậu ấy bảo thế, lẽ nào lại lừa em? Trương Quảng Thái hít sâu một hơi rồi bước nhanh về phía Ngô Bình. Khi anh ta đi gần tới nơi thì đã tươi cười chào hỏi, cậu em khóa dưới. Anh ta quay ngoắt thái độ làm Ngô Bình thấy ngứa mắt, nhưng anh không thể hiện ra mà chỉ nói, ông Trương gọi tôi cho việc gì không? Ngô Bình đã thay đổi cách xưng hô, như vậy có nghĩa là họ không còn quan hệ sinh viên cũ cùng trường nữa. Trương Quảng Thái vẫn cười nói, cậu em, ban nãy anh chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh nên đã mất lịch sự với cậu, anh đến xin lỗi cậu đây. Nói rồi, anh ta cúi gập người với Ngô Bình. Ngô Bình thờ ơ nói, không dám, tôi chỉ là một bác sĩ thực tập còn con thôi, sao dám nhận cái cúi người này của ông chủ Trương. Trương Quảng Thái tóa mồ hôi lạnh rồi thở dài nói, xem ra, cậu em giận anh rồi, thế thôi anh không làm phiền nữa. Dứt lời, anh ta bỏ đi. Trương Quảng Thái quay lại chỗ Liễu Khinh Mi rồi nghiến răng nói, Liễu Khinh Mi, anh không cần biết em làm thế nào, nhưng mau đến đó hầu hạ cậu ta cho anh. Muốn làm sao thì làm. Nhưng phải khiến cậu ta không ghim thù với anh nữa. Liễu Khinh Mi ngạc nhiên nhìn Trương Quảng Thái rồi run rẩy nói, anh bảo em phục vụ cậu ấy ư. Trương Quảng Thái nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh băng, làm tốt thì anh sẽ cho em vinh hoa phú quý. Còn không thì anh sẽ cho em chết dí ở cái đất Hải Thành này. Liễu Khinh Mi run lên, hình như cô ấy đã bị Trương Quảng Thái nắm thóp nên đành cúi đầu nói, em đi ngay. Liễu Khinh Mi bình ổn lại cảm xúc rồi bước tới gần Ngô Bình. Sau đó ngồi xuống cạnh anh. Ngô Bình ngoái lại nhìn cô ấy rồi nói, người đẹp, không nói chuyện với ông chủ Trương nữa à? Liễu Khinh Mi thở dài nói, tôi vốn có việc nhờ anh ta, ai ngờ anh ta không nể tình bạn học cũ mà từ chối tôi luôn. Thôi bỏ đi, tôi không thèm lấy lòng anh ta nữa, mấy bạn học có bối cảnh bình thường như chúng ta nói chuyện hợp nhau hơn. Ngô Bình không hề tin lời của cô ấy, anh nói, Liễu Khinh Mi, nếu cậu muốn tìm một người có bối cảnh bình thường để nói chuyện thì kiếm nhầm đối tượng rồi. Liễu Khinh Mi ngẩn ra, cậu bảo mình là bác sĩ thực tập còn gì? Ngô Bình, đúng, nhưng chúng ta không cùng một thế giới đâu, vì thế cậu tìm người khác nói chuyện đi. Dù da mặt của Liễu Khinh Mi có dày đến mấy thì cũng thấy nhục nhã, cô ấy lườm Ngô Bình rồi nói, đàn ông các người toàn lũ không ra gì. Ngô Bình cười nói, tốt nghiệp xong, chúng ta mới gặp lại lần đầu. Mà cậu đã nhận xét về tôi thế à? Liễu Khinh Mi tức giận, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải loại phụ nữ ham hư vinh, cứ thấy đàn ông có tiền có quyền là sắp tới đâu. Quân vô tướng thấy mình không thích hợp với hoàn cảnh này nữa nên chào Ngô Bình rồi ngồi xa ra. Ngô Bình nói, cậu là người thế nào không liên quan đến tôi cũng không quan tâm. Nếu không còn việc gì khác thì chào. Nói rồi, anh đứng dậy định đổi sang chỗ khác. Liễu Khinh Mi bắt đầu bật khóc. Sau đó nói với Ngô Bình bằng giọng cầu xin, cậu đừng đi, nghe tôi nói nốt câu này được không? Ngô Bình chợt mềm lòng, dẫu sao Liễu Khinh Mi cũng rất đẹp nên anh lại ngồi xuống, cho cậu 10 phút, có gì thì nói đi. Liễu Khinh Mi lau nước mắt rồi nói, em trai tôi bị ung thư, cần dùng một loại thuốc mới của nước ngoài, nhưng loại thuốc ấy chưa bán chính thức trên thị trường.
muốn mua được thì phải chờ ít nhất 2 năm nữa, nhưng em tôi cùng lắm chỉ sống được 3 tháng thôi, tôi không chờ được. Trương Quảng Thái rất giỏi, là một trong các cổ đông của công ty thuốc ấy, vì thế anh ta có thể giúp tôi lấy được thuốc để cứu em trai. Ngô Bình, vì thế, hôm nay cậu tới tìm Trương Quảng Thái là vì loại thuốc ấy. Liễu Khinh Mi nắm chặt tay nói, đúng, tôi khúm núm với anh ta như vậy là vì thuốc, nhưng Trương Quảng Thái rất danh ma, rõ ràng anh ta có thể lấy cho tôi được ngay, nhưng cứ khất lần khất lượt rồi đưa ra rất nhiều yêu cầu. Ngô Bình, ví dụ như bắt cậu phục vụ tôi. Liễu Khinh Mi cúi đầu xuống, chỉ cần cứu được em trai thì tôi làm gì cũng được. Ngô Bình hỏi cô ấy, cậu còn nhớ tôi làm nghề gì không? Liễu Khinh Mi ngẩn ra nói, bác sĩ thực tập. Ngô Bình, đúng, vì thế tôi có thể chữa được bệnh cho em trai cậu. Cậu không cần nhờ vả Trương Quảng Thái nữa, nhờ tôi đây này. Liễu Khinh Mi tức giận nhìn anh, cậu đùa tôi à, rõ ràng cô ấy không tin lời Ngô Bình. Ngô Bình, không tin thì thôi, nói rồi, anh quay đi luôn. Liễu Khinh Mi thoáng do dự rồi cắn răng, sau đó quỳ trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình, xin cậu hãy giúp tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp cậu. Thấy thế, Ngô Bình bắt đầu lúng túng, anh thở dài rồi đưa một tấm danh thiếp cho cô ấy, cậu hãy dẫn em trai đến gặp tôi sẽ chữa bệnh cho cậu ấy. Liễu Khinh Mi đắn đo, lẽ nào Ngô Bình có thể chữa khỏi bệnh cho em trai cô ấy ư? Chương 720, Huyền Vũ cụt đuôi. Liễu Khinh Mi nhận lấy tấm danh thiếp rồi nói với Ngô Bình, tôi tin cậu. Ngô Bình mỉm cười, tin là đúng. Sau đó đã đến giờ bắt đầu đấu giá, Ngô Bình và quân vô tướng di chuyển lên tầng 3. Trương Quảng Thái bước tới hỏi Liễu Khinh Mi, sao rồi? Liễu Khinh Mi, cậu ấy đưa cho em danh thiếp. Trương Quảng Thái cười nói, tốt, kiểu gì cậu ta cũng gọi cho em. Nhớ là cậu ta muốn gì, em cũng phải làm theo. Đi đi, chúng ta lên tầng 3. Liễu Khinh Mi, trên ấy có gì? Đấu giá, dứt lời, Trương Quảng Thái đi luôn. Ở trên tầng này có rất ít Trương Quảng Thái người, cùng lắm chỉ khoảng 100. Trên sân khấu hình tròn sáng choang, người dẫn chương trình đã vào vị trí. Mọi người cũng ngồi xuống ghế để chờ buổi đấu giá diễn ra. Tất cả những ai tham gia đấu giá đều cầm một cái bảng có số, bảng của Ngô Bình là số 3. Trương Quảng Thái và Liễu Khinh Mi ngồi xuống chỗ cách Ngô Bình không xa, để tiện quan sát anh. Trương Quảng Thái nhỏ giọng nói, tôi không thể hiểu tại sao cậu ta mới khoảng 23 tuổi thôi mà đã mạnh đến vậy. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Trương Quảng Thái liếc nhìn anh ta rồi nói, xem ra cậu không phải người tu hành. Trương Quảng Thái cũng đáp lại, ông biết cậu ta à? Người đàn ông, chưa gặp bao giờ, nhưng tôi có thể nhìn ra tu vi của cậu ấy. Trương Quảng Thái nổi hứng hỏi, cậu ta có tu vi thế nào? Người đàn ông, thần ý cao thâm, khí thế như rồng. Hình thần kỳ diệu, ít cũng phải cấp võ vương rồi. Trương Quảng Thái đã từng nghe đến cấp cảnh giới này nên biết nó mạnh thế nào, anh ta không ngờ Ngô Bình lại mạnh đến thế. Người dẫn chương trình đã tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Món đầu tiên là một thanh đao đời đường được giữ gìn rất tốt, vỏ đao có màu xanh nhạt, chuôi đao nạm thạch anh. Thanh đao này trông rất đẹp nên đã có người giơ bảng ngay, giá khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu. Quá trình đấu giá diễn ra rất nhanh, bảng được giơ lên liên tục. 15 triệu, 17 triệu. Khi giá chạm đến mốc 20 triệu thì Ngô Bình mới tham gia. Số 3 trả 21 triệu, 21 triệu lần thứ nhất, 21 triệu lần thứ hai, số 13 trả 23 triệu. Cứ thế giá vẫn được đẩy tiếp lên, cuối cùng Ngô Bình đã mua được nó với giá 34 triệu. Phiên đấu giá thứ nhất kết thúc, ngay sau đó đã có người đưa thanh đao cho Ngô Bình. Nãy ngồi cách thanh đao hơi xa nên Ngô Bình không nhìn rõ, giờ nhìn nó ở phạm vi gần thì anh mới thấy nó rất đẹp, thạch anh trên chuôi đao thực chất là đá phong hồn. Đá phong hồn có thể phong ấn linh hồn, đồng thời truyền sức mạnh linh hồn lên binh khí. Vào đời đường, chỉ có quốc sư mới có tư cách sở hữu món pháp khí này. Ngô Bình thích thú cầm lấy thanh đao, quân vô tướng ngồi cạnh cười nói, đại tông sư, thanh đao này có gì đặc biệt vậy? Ngô Bình, nó là đao trảm thần của đời đường. Quân vô tướng ngạc nhiên nói, đao trảm thần. Ngô Bình gật đầu, chữ khắc bên trên hình như là của Võ Tắc Thiên đấy. Ngô Bình không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu, vì phiên đấu giá thứ hai đã bắt đầu. Món đồ đấu giá lần này là một chuỗi tràng hạt màu tím, hạt nào cũng to như mắt rồng và tỏa ánh sáng dịu. Người dẫn chương trình giới thiệu, đây là chuỗi tràng hạt của một vi cao tăng đức độ Triều Minh, giá khởi điểm là 30 triệu,
mỗi lần tăng giá 5 triệu. Ngô Bình quan sát chuỗi tràng hạt ấy, nhưng chưa tham gia ngay. Quân vô tướng, đại tông sư, hình như chuỗi tràng hạt ấy đã được gia trì Phật lực. Ngô Bình, đúng thế, nhưng Phật lực yếu lắm, chỉ có chút tác dụng với người bình thường thôi, chứ với chúng ta thì vô dụng. Một loạt các món đồ đấu giá tiếp theo đều không thu hút được Ngô Bình, cho tới khi món thứ 5 lên sàn. Đó là một con rùa to như bàn tay và không có đuôi, trên mai rùa có một sơ đồ quẻ bói. Người dẫn chương trình giới thiệu, mai của con rùa này có sơ đồ quẻ bói, là vật mang điềm lành, giá khởi điểm là 100 triệu, mỗi lần trả giá 10 triệu. Ở đây không thiếu các đại gia nên họ rất hào hứng với món đồ này, bảng được dơ lên liên tục. Giá bay thẳng lên trời, vèo cái đã tới 300 triệu. Bấy giờ, Ngô Bình mới dơ bảng. Số 3 trả 310 triệu, 310 triệu lần thứ nhất, 310 triệu lần thứ hai, 310 triệu lần thứ ba. Chốt! Búa đập xuống, Ngô Bình đã mua được con rùa ấy với giá 310 triệu. Liễu Khinh Mi ngồi phía sau nói, có một con rùa mà những hơn 300 triệu. Trương Quảng Thái cũng ngạc nhiên, tuy anh ta cũng có ngần ấy tiền, nhưng chỉ là con số ảo thôi, chứ đến 5 tỷ tiền mặt còn không có nên đương nhiên không thể bỏ ra hơn 300 để mua một con rùa cụt đuôi. Ngô Bình làm được chứng tỏ một điều là anh rất giàu. Con rùa được mang tới chỗ Ngô Bình, anh liếc nhìn thì thấy hơi ngờ vực. Quân vô tướng hỏi, đại tông sư, nó có vấn đề gì à? Ngô Bình, hình như nó bị người ta cắt mất đuôi. Quân vô tướng, nó là loại rùa gì vậy? Ngô Bình cười đáp, tôi cũng không biết, chỉ thấy nó đẹp thôi. Thật ra, sau khi khởi động khả năng xuyên thấu, anh đã nhìn thấy trên đỉnh đầu con rùa có ảo ảnh màu đen, nó chính là Huyền Vũ trong truyền thuyết. Huyền Vũ là thủy thần thần của phương Bắc, hay còn được gọi là Huyền Thiên Thượng Đế. Nhưng Huyền Vũ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Đương nhiên Ngô Bình không thể tiết lộ với quân vô tướng nên chỉ nói nó là con rùa cụt đuôi. Chắc là Huyền Vũ còn nhỏ, Ngô Bình thầm nghĩ. Các món đồ còn lại trong buổi đấu giá không còn hấp dẫn Ngô Bình nữa, anh lấy được thanh đao và con rùa này là rất may rồi. Buổi đấu giá kết thúc, Ngô Bình không về ngay, mà thuê một phòng, sau đó lấy Huyền Vũ ra rồi lẩm bẩm gì đó với nó. Trong phiến ngọc có ghi chép về Huyền Vũ, hay cái là có dạy cách giao tiếp với loài này. Huyền Vũ nghe thấy Ngô Bình nói xong thì ngoái lại nhìn anh, sau đó cũng đáp lời. Ngô Bình sáng mắt lên nói, mày đúng là Huyền Vũ thật. Mỗi tội không có đuôi nên trông như con rùa ấy. Huyền Vũ lại phát ra âm thanh, Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, mày đói rồi à? Huyền Vũ gật đầu, Ngô Bình lấy một cây sâm tương ra hỏi, ăn sâm không? Huyền Vũ nhìn xong rồi lắc đầu. Ngô Bình lại lấy hoàng kim thánh quả ra hỏi, ăn cái này không? Huyền Vũ vẫn lắc đầu. Ngô Bình, kén ăn thế, à đợi tao tí. Anh lấy huyết linh nhân đan ra rồi hỏi, cái này chắc được hả? Huyền Vũ gật đầu ngay. Ngô Bình tiếc nuối đưa huyết linh nhân đan cho nó, sau đó thấy Huyền Vũ há miệng hít một cái là viên đan dược hóa thành một làn khói rồi chui vào bụng nó luôn. Chương 721, giết mực tinh. Sau khi hút huyết linh nhân đan, đầu của Huyền Vũ rụt lại chui vào trong mai, sau đó không cử động nữa. Ngô Bình đặt Huyền Vũ vào trong một cái hộp gỗ, sau đó lấy ra đao chảm thần, từ từ rút lưỡi đao ra. Lưỡi đao có màu sáng trắng. Trên bề mặt có những đường vân mờ mờ. Con dao vừa được rút ra, Ngô Bình cảm thấy thần hồn của mình trở nên cảnh giác. Một cảm giác sợ hãi đến thấu tận linh hồn đột nhiên sinh ra. Không hổ là chảm thần đao, anh cất đao trở lại. Những ghi chép về chảm thần đao nói rằng loại pháp khí này đã có từ thời tiên quốc. Nó mượn thứ được phong ấn trong đá phong thần để phát huy uy lực vô cùng mạnh. Lúc này anh đột nhiên giật mình, nghe thấy một loại âm thanh mà con người không nghe thấy được. Anh lập tức mở cửa ra, rảo bước về phía bong tàu, nhìn về phía mặt biển mênh mông. Lúc này, Liễu Khinh Mi đang tựa vào lan can hút thuốc. Gió biển thổi làm bộ quần áo cô ấy đang mặc bay phần phật, để lộ ra thân hình hoàn mỹ. Ngô Bình không có thời gian ngắm mỹ nhân bởi vì âm thanh mà anh nghe thấy là tiếng của Lý Dư. Lý Dư đang ở gần đây. Đột nhiên, ở hơn 100 mét phía trước, một con thuồng luồng bay lên không trung tới độ cao tận mấy trăm mét. Sau đó, nó lại lao đầu xuống nước, đó chính là Lý Dư. Liễu Khinh Mi cũng bắt gặp cảnh tượng này, không khỏi há miệng trợn mắt vì kinh ngạc. Ngô Bình cũng phát ra một âm thanh mà người thường không thể nghe thấy, con thuồng luồng kia lập tức bơi lại gần. Anh khẽ mỉm cười, sau đó nhảy xuống biển.
Sau khi tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công đạt tới cảnh giới thần quỷ trường vực, Ngô Bình có khả năng hình thành trường lực xung quanh mình. Điều đó khiến anh có khả năng đi lại trên mặt nước chứ không chìm xuống. Ngô Bình đi trên mặt nước cứ như đi trên cạn, nhanh chóng đi về phía trước. Sau khi đi được mấy chục mét, một con thuồng luồng khổng lồ lao lên khỏi mặt nước. Ngô Bình đạp vào mình nó và lướt đi rất nhanh. Liễu Khinh Mi kinh ngạc đến nỗi hô lên một tiếng. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình trở thành một đốm nhỏ rồi biến mất. Ngô Bình phát hiện trên mình con thuồng luồng có một vết thương. Anh hỏi, bị thương sao? Lý Dư chủ nhân còn nhớ con mực ống đáng ghét đó không? Ngô Bình cau mày, lại đánh nhau nữa hả? Lý Dư, nó là bá chủ ở vùng biển này. Mỗi lần tôi đi qua là bị nó truy sát. Ngô Bình cười lạnh, Lý Dư, chúng ta đi giết nó. Lý Dư chủ nhân, tu vi của chủ nhân vẫn chưa được phục hồi. Hôm khác chúng ta đi cũng chưa muộn. Ngô Bình đeo mặt nạ Hắc Thiên lên rồi gọi, Viêm Dương. Nhân bì Viêm Dương trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình, nói, Thượng Thiên có gì chỉ dạy. Ngô Bình, ta tặng ngươi một thanh đao, nói rồi anh ném Trảm Thần Đao cho nó. Viêm Dương nhận lấy Trảm Thần Đao, trong hai tròng mắt trống hoác đột nhiên vụt lên tia sáng. Viêm Dương khen, đao tốt. Ngô Bình, người phụ trách giúp đỡ Lý Dư tiêu diệt con mực tinh đó. Viêm Dương, được. Thuồng luồng bơi được hơn 1.000 dặm thì dừng lại, nói chủ nhân, nó đang ở gần đây. Ngô Bình nhảy xuống khỏi lưng Lý Dư, nói, đi đi. Cả Lý Dư và Viêm Dương cùng lặn xuống dưới. Mấy phút sau, mặt nước đột nhiên dao động dữ dội, một âm thanh trầm vọng lên từ dưới đáy biển sâu. Lại vài phút nữa, cả vùng biển nhuộm màu đen, có lẽ là con mực tinh kia đã phun ra thứ chất lỏng màu đen này. Lúc này, Viêm Dương nổi lên khỏi mặt nước nói, Thượng Tiên, con yêu quái biển đó đã bị bọn tôi giết chết. Ngô Bình gật đầu, để ta đi xem. Anh lặn sâu xuống nước khoảng 1.000 mét, áp lực dưới lòng biển sâu làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh buộc phải thi triển thần quỷ trường vực để chống lại áp lực của nước. Dưới đáy biển có một con mực to như một ngọn núi nhỏ đang nằm đó không động đậy. Nó bị đứt 4 cái tua, trên cái đầu khổng lồ cũng đầy vết thương. Đây rõ ràng là tác phẩm của Lý Dư. Ngoài vết đao, nó còn bị xé rách rất nhiều thịt, đó chắc chắn cũng là do Lý Dư làm. Anh mở mắt thấu thị muốn xem bên trong cơ thể con mực tinh này có gì đáng giá không. Khi nhìn thấy bên trong, anh không khỏi trợn mắt lên bởi trong cái dạ dày khổng lồ có hàng trăm viên ngọc. Lại còn toàn là những viên linh châu đã có niên đại hàng nghìn đến hàng vạn năm. Con mực tinh này muốn từ từ tiêu hóa những viên linh châu này nên mới tích nó ở trong dạ dày. Ngoài linh châu, ở đầu nó còn cũng có một hạt châu to cỡ trái dưa hấu, bên trong có một con mực nhỏ đang bơi qua bơi lại. Đây rõ ràng chính là yêu đan của nó. Ngô Bình dùng kiếm Hắc Long bổ đôi đầu nó ra để lấy yêu đan. Sau đó anh thu hết linh châu trong người mực tinh rồi nhanh chóng bơi lên trên mặt nước. Lý Dư cũng theo lên, nói, chủ nhân, tôi muốn ở lại đây vài hôm. Con mực này lớn quá một ngày ăn không hết. Con mực đã hóa yêu, xác nó có giá trị dinh dưỡng cực kỳ lớn đối với Lý Dư nên đương nhiên không thể bỏ phí. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Khi nào ăn xong thì rời đi nhé. Lý Dư ở lại còn Ngô Bình và Viêm Dương quay lại du thuyền. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Liễu Khinh Mi vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt biển. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng người lướt trên mặt biển đi về phía du thuyền. Chỉ trong nháy mắt người đó đã tới gần rồi vút lên không trung và hạ cánh cách chỗ Liễu Khinh Mi không xa. Liễu Khinh Mi lắp bắp hỏi, cậu đi đâu đó? Ngô Bình cười đáp, tôi đi lấy vài viên ngọc. Tâm trạng anh đang không tồi. Anh lấy ra một viên linh châu nghìn năm đưa cho Liễu Khinh Mi rồi nói, nghiền nó thành bột, mỗi ngày cho em trai cậu dùng một thìa nhỏ. 7 ngày sau là sẽ khỏi bệnh. Liễu Khinh Mi kinh ngạc hỏi, nó chữa được căn bệnh hiểm nghèo của em trai tôi sao? Ngô Bình, có lẽ sẽ được, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. Lúc này quân vô tướng đi tới hỏi, Đại Tông Sư, khi nào chúng ta đi vậy? Ngô Bình, bây giờ đi. Hai người họ lên trực thăng quay về Hải Thành. Trực thăng hạ cánh, quân vô tướng tạm biệt anh để đưa con trai về lại Vân Kinh. Ngô Bình sau đó một mình quay lại khách sạn. Đêm qua không được nghỉ ngơi nên Ngô Bình đi tắm rửa. Lúc anh tắm xong, tứ tỷ đã làm xong cơm, Hồng Nhan bóp vai cho anh, Ngọc Nô ở bên cạnh gắp thức ăn còn Lâm Lan thì rót rượu. Ăn được mấy miếng, Ngô Bình lấy Huyền Vũ ra. Huyền Vũ thò đầu ra rồi nhìn chỗ thức ăn trên bàn với vẻ chê bai. Ngô Bình lấy tay chọc chọc vào mai nó.
nói, mày kén cá chọn canh như thế ai mà nuôi được hả? Sau đó anh phát hiện đuôi của Huyền Vũ đã dài thêm một chút, giờ trông như một mầm đậu. Mắt anh sáng lên, lẽ nào nó lớn lên là do ăn yêu đan của con cóc? Nghĩ vậy, Ngô Bình lấy ra linh châu nghìn năm đặt trước mặt Huyền Vũ. Huyền Vũ lắc lắc cái đầu, há miệng ra hút lấy hút để. Linh châu kia biến thành xương, bị nó hút vào trong bụng. Sau khi ăn một viên linh châu, Huyền Vũ có vẻ khá thỏa mãn. Nó lại rụt đầu vào mai rồi tiếp tục ngủ. Ngô Bình không thèm quan tâm đến nó nữa, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, anh đang định nghỉ ngơi một lát thì Lam Nguyệt gọi điện tới nói muốn gặp anh. Ngô Bình liền bảo cô ấy tới khách sạn. Hơn nửa tiếng sau, Lam Nguyệt tới khách sạn. Khi Ngô Bình nhìn thấy Lam Nguyệt thì đứng hình, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình hoàn hảo đang đứng trước mặt anh. Điều đáng tiếc duy nhất là cô ấy mới vừa được giải độc xong nên da hơi khô, nếu không sẽ còn xinh đẹp hơn nữa. Lam Nguyệt bị Ngô Bình nhìn không rời mắt như vậy thì không khỏi ngượng ngùng. Cô cúi đầu nói, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Ngô Bình, phí lời, giờ cô đẹp như vậy mà không nhìn thì chỉ có lỗ vốn thôi. Chương 722, trở thành tuyệt thế mỹ nhân. Lam Nguyệt liếc Ngô Bình, biến. Nói rồi, cô ấy để một túi hoa quả xuống bàn rồi nói, tặng anh này. Ngô Bình nhìn thì thấy là loại hoa quả mà mình từng ăn ở nhà Lam Nguyệt, cô ấy đã mang cho anh 4 loại. Anh cũng không khách sáo mà nói, xem ra cô hồi phục nhiều rồi nhỉ, để tôi điều trị da mặt cho cô nhé. Lam Nguyệt sáng mắt nói, anh có cách à? Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy bột linh châu ra rồi hòa vào nước. Anh bảo Lam Nguyệt ngồi xuống, một tay anh hòa bột vào nước, tay còn lại chấm vào đó rồi thoa nhẹ nhàng lên da mặt của Lam Nguyệt, sau đó mát xa thêm một lát. Được một người đàn ông vuốt ve gương mặt ở cự ly gần thế này, mặt Lam Nguyệt đỏ lên, nhưng cô ấy thấy rất thoải mái, gương mặt mát lạnh và hơi tê tê. Một lát sau, Ngô Bình bảo Lam Nguyệt nằm yên trên sofa, sau đó bắt đầu châm cứu cho cô ấy để đả thông kinh mạch. Nửa tiếng sau, anh cười nói, được rồi, cô đi rửa mặt đi, xem có hiệu quả không. Mặt Lam Nguyệt lúc này đẩy lên đầy da chết, trông rất khó coi. Cô ấy chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, nước rửa mặt đục ngầu. Rửa mặt xong, cô ấy soi mình trong gương thì thấy da mặt nõn nà, vừa mịn vừa bóng như trứng gà bóc. Cô ấy kêu lêu rồi chạy ngay ra ngoài nói với Ngô Bình, cảm ơn anh. Ngô Bình, đừng khách sáo, Lam Nguyệt cô có biết Tiêu Thiên Kỳ không? Lam Nguyệt gật đầu có, thuộc kiểu như SS, là một đại ca xã hội đen ở Hải Thành. Tôi vẫn đang điều tra ông ta, nhưng tiếc là chưa nắm được bằng chứng. Ngô Bình gật đầu, Tiêu Thiên Kỳ này kinh doanh ngân hàng ngầm, mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, nói chung làm toàn việc xấu. Tôi đang chuẩn bị gom chứng cứ phạm tội của ông ta. Lam Nguyệt, nếu anh tìm được bằng chứng thì nhất định tôi sẽ bắt ông ta. Ngô Bình cười nói, lát tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô. Buổi trưa, Hoàng Tử Cường đã tới. Cậu chủ, tôi lấy được bằng chứng rồi. Thì ra, rất lâu trước đó, Hoàng Tử Cường đã cài người nằm vùng cạnh Tiêu Thiên Kỳ, thậm chí có người còn giữ vị trí rất cao, mà Tiêu Thiên Kỳ rất coi trọng. Ngô Bình gật đầu, đưa bằng chứng cho giám sát Lam đi. Hoàng Tử Cường gật đầu. Sau đó đưa một tập văn kiện cho Lam Nguyệt, bên trong là chi tiết các bằng chứng phạm tội của Tiêu Thiên Kỳ, bất cứ tội trạng nào cũng đủ cho ông ta ngồi tù mọt gông. Ngô Bình, Lam Nguyệt, hậu thuẫn của Tiêu Thiên Kỳ mạnh lắm nên cô phải cẩn thận đấy. Lam Nguyệt cười khẩy, tôi không sợ họ ra tay, chỉ e làm rùa rụt cổ hết thôi. Vì phải nhanh chóng xử lý Tiêu Thiên Kỳ nên Lam Nguyệt ra về luôn. Lam Nguyệt đi rồi, Ngô Bình quay về phòng nghỉ ngơi. Khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, anh vươn vai một cái, sau đó thấy Ngọc Nô mang nước súc miệng tới, còn Hồng Nhan thì mang một chậu nước sạch vào. Ngô Bình hỏi, có ai tìm tôi không? Lâm Lan đáp, giáo chủ, có một cô gái tên là Liễu Khinh Mi đã gọi tới, vì giáo chủ đang nghỉ nên chúng tôi không gọi. Ngô Bình ừm một tiếng, đưa điện thoại đây cho tôi. Ngô Bình nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ, anh ấn nút gọi lại. Điện thoại kết nối. Sau đó vang lên giọng nói của Liễu Khinh Mi, giọng nói của cô ấy có vẻ rất kích động, Ngô Bình, cảm ơn cậu. Em trai mình đang hồi phục rất tốt, bác sĩ bảo tế bào ung thư đã thu nhỏ rồi. Ngô Bình, thế thì tốt, bảo cậu ta duy trì uống thuốc, năm này là khỏi thôi. Liễu Khinh Mi, Ngô Bình, mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào nữa. Ngô Bình cười nói, nếu muốn cảm ơn mình thì đừng kể chuyện liên quan đến mình cho người khác biết. Liễu Khinh Mi nói, cậu yên tâm. Đến em trai mình cũng giấu mà.
Liễu Khinh Mi muốn mời Ngô Bình đi ăn tối để cảm ơn trực tiếp, nhưng anh đã từ chối, vì bây giờ anh rất bận, không có thời gian. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Thần Chiếu gọi cho Ngô Bình, ông ấy nhận lệnh của Ngô Bình là đưa Mộ Dung Kiều đến chùa Đại Thiền. Ngô Bình ngắt kết nối cuộc gọi với Liễu Khinh Mi, sau đó nghe máy của Thần Chiếu. Thần Chiếu, chủ nhân, Mộ Dung Kiều bị chùa Đại Thiền nhốt lại rồi, tôi thử giải cứu nhưng bị một sư tổ của chùa ấy đuổi ra. Ngô Bình cau mày, chùa Đại Thiền nhốt Mộ Dung Kiều lại ư? Tại sao? Thần Chiếu, họ bảo cô ấy là ma nên phải cầu siêu cho cô ấy. Ngô Bình híp mắt lại hỏi, thực lực của ba vị sư tổ của chùa đó thế nào? Thần Chiếu, mạnh lắm, tôi không phải đối thủ. Ngô Bình cười lạnh, thế thì làm lớn chuyện lên vậy. Ngô Bình không ngồi yên được nữa, anh dẫm lên nhân bì rồi bay tới chùa Đại Thiền. Ngôi chùa này rất lớn, vì do hai ngọn núi tạo thành. Ngô Bình và Viêm Dương vừa bay đến gần chùa Đại Thiền thì đã thấy phía trước có ánh sáng vàng lóe lên. Ngô Bình nhìn thấy tấm mà ánh sáng ấy đã bao trọn cả ngôi chùa, Viêm Dương đâm vào màn chắn thì cả hai bị bắn ngược trở lại ngay. Ngô Bình định lao xuống dưới tiếp thì Viêm Dương cản anh lại, thượng tiên, ở đây có cấm chế, tôi không thể phá được. Ngô Bình ngạc nhiên, đến Viêm Dương ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 7 rồi mà cũng không phá được cấm chế ở đây. Cực chẳng đã, anh đành bảo Viêm Dương đưa mình bay xuống mặt đất. Ngô Bình nhảy xuống một bậc thang, xung quanh không có ai, anh cất nhân bì đi rồi leo lên trên. Anh vừa đi được một đoạn thì thấy có cái đình nhỏ, có một tăng nhân trung niên đang ngồi trong đó. Tăng nhân mặc áo tăng y màu vàng nhạt, ông ấy mở mắt ra nói, thí chủ đến chùa thiền tự có việc gì? Ngô Bình đáp, tôi là người đã giết Phương Trung và Trịnh Quan ở chùa các người. Tăng nhân thờ ơ nói, người chết thì cũng chết rồi, sống chết có số cả. Nghe thấy thế, Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên. Lần trước, chùa Đại Thiền còn hung hăng muốn tìm anh, mà giờ lại coi như không có chuyện gì ư. Anh nói, các người đúng là loại vô liêm sỉ, là chùa mà lại nhốt một cô gái, tôi đến dẫn cô ấy đi. Tăng nhân nghe xong thì đứng bật dậy, cậu với ma nữ ấy là đồng bọn ư. Ngô Bình cau mày, ông ăn nói cho cẩn thận, cô ấy không phải ma nữ. Tăng nhân, cậu đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang điều tra về lai lịch của cô ta, mời cậu đi theo tôi. Ngô Bình, đi theo ông tưởng mình là ai? Tăng nhân không giận mà mỉm cười nói, tốt nhất thí chủ nên đi theo tôi, không thì sẽ thiệt thân đấy. Ngô Bình cười lạnh, ông thử xem. Tăng nhân này đã ở cảnh giới nhân tiên, mở được 4 linh khiếu và 1 thần khiếu. Ông ấy bước nhanh về phía Ngô Bình rồi chộp vào bả vai anh. Ngô Bình vung tay lên thi triển băng sơn thủ của kinh lôi trưởng, đánh vào cổ tay của ông ấy. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, tay tăng nhân tê dần, ông ấy vội vàng lùi lại rồi nói, cậu biết dùng kinh lôi trưởng của chùa Đại Thiền ư? Ngô Bình nói, con lừa kia, mau tránh ra, không đừng trách tôi là ác. Tăng nhân khẽ hô lên rồi tung tiếp một trưởng ra, Ngô Bình hừ lạnh một tiếng rồi tung trưởng đáp trả. Lần này anh đã thi triển kinh lôi trưởng hoàn chỉnh. Quần áo của tăng nhân nổ tung, toàn thân dính máu, mắt đỏ, miệng hộc máu rồi quỳ xuống đất. Ngô Bình, tôi đã nói rồi mà ông không nghe, tự làm tự chịu. Anh bước qua người tăng nhân rồi leo lên trên, nhưng tăng nhân chợt gọi anh lại, thí chủ, cậu là đi tiếp thì sẽ gặp sư thúc thức thắng của tôi, sư thúc rất nóng tính, cậu đừng đấu với ông ấy. Thấy tăng nhân này cũng không đến nỗi nào nên Ngô Bình ném cho ông ấy một viên liệu thương đan rồi mới đi tiếp. Chương 723, khiêu chiến đường La Hán. Tăng nhân nhận lấy viên đan dược rồi nói, thí chủ, bần tăng là pháp từ. Con đường này là đường La Hán của chùa thiền tự, nếu cậu muốn lên trên thì ít nhất sẽ phải đánh bại 5 cao thủ của La Hán đường, như vậy mới có cơ hội khiêu chiến các trưởng lão của La Hán đường. Ngô Bình ngẩn người, hóa ra đây là đường La Hán. Chùa Đại Thiền là thần tông tổ đình, cơ cấu chia bà là La Hán Đường, Bàn Nhược Đường và Đạt Ma Đường. La Hán Đường vừa có võ tăng, vừa có các đệ tử tục gia có địa vị khá cao ở chùa Đại Thiền trấn thủ, họ đều là những nhân vật chủ chốt của chùa, nếu chùa có xung đột với các thế lực bên ngoài thì La Hán Đường sẽ là nơi hành động đầu tiên. Bàn Nhược Đường chỉ có võ tăng, tu vi của họ rất cao nên ít khi lộ diện. Họ tu luyện công pháp, nghiên cứu võ học, phép thần thông và tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền ở Bàn Nhược Đường. Cuối cùng là Đạt Ma Viện, ở đây toàn các cao tăng có tu vi cực cao thâm, ví dụ như các vị sư tổ của chùa Đại Thiền, có 2 vị trấn thủ ở đây. Đạt Ma Viện cũng nghiên cứu võ thuật, nhưng thiên về Phật lý. Chùa Đại Thiền là một ngôi sao sáng trong giới võ lâm,
luận về địa vị trong giang hồ thì gần như đứng đầu. Vì thế, hơn 1.000 năm nay, đã có rất nhiều cao thủ trong giang hồ đến chùa Đại Thiền để khiêu khiến. Chùa Đại Thiền thấy như vậy quá phiền hà nên đã xây dựng con đường La Hán. Luôn có 5 đại cao thủ trấn thủ ở đây, người đến khiêu chiến hầu hết đều không qua được vòng đầu. Những ai qua được 3 vòng đầu thường là các nhân vật phong vân, còn qua được cả 5 vòng rồi đánh tới tận La Hán đường thì cực ít, trong cả nghìn năm qua mới có khoảng chục người, tương đương với mỗi 100 năm mới có một người. Đánh bại 5 đại cao thủ ở đường La Hán thì sẽ được khiêu chiến các cao thủ ở La Hán đường. Còn khi đến La Hán đường rồi thì sẽ như thế nào thì người bên ngoài đều không biết. Ngô Bình đi thêm một đoạn thì lại thấy một cái đỉnh nữa. Có một hòa thượng béo đang ngồi uống rượu ở đây, bên cạnh ông ấy có một thanh đao lóe sáng. Hòa thượng béo liếc nhìn Ngô Bình rồi nói, đánh bại được pháp tử chứng tỏ thí chủ cũng có chút thực lực, nhưng chắc cậu sẽ dừng ở đây thôi. Dứt lời, ông ấy đứng dậy sau đó đã có một luồng sát ý bủa vây Ngô Bình. Anh có thể cảm nhận được tu vi của hòa thượng này cao hơn pháp tử. Ông ấy đã mở 4 linh khiếu, 2 thần khiếu, hơn nữa còn sử dụng vũ khí có lực sát thương mạnh là đao. Ngô Bình rút kiếm Hắc Long ra rồi nói, tôi đến tìm người, nếu đã đến đây rồi thì tôi sẽ đánh bại hết các ông để lên La Hán đường coi nó ra làm sao. Bù! Thanh đao lóe sáng rồi bay về phía Ngô Bình, anh vung kiếm Hắc Long lên, các đường kiếm màu đen xuất hiện, thanh đao kêu cưng một tiếng rồi đứt đôi. Mũi kiếm của Ngô Bình đã chạm vào vị trí trái tim của hòa thượng, anh chỉ cần nhích thêm một chút là ông ấy đi đời. Thức thắng ngẩn ra rồi ném chuôi đao đi nói, bái phục. Ngô Bình thu kiếm lại hỏi, người tiếp theo là ai? Thức thắng, là sư huynh Dương Thần của tôi. Tính theo các cấp bậc tu hành thì huynh ấy đang ở cảnh giới võ thánh, thí chủ hãy cẩn thận. Ngô Bình, cảm ơn. Dứt lời, anh leo tiếp lên trên, sau hơn 100 bậc thang nữa. Anh đã tới một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi. Có một cái ghế che dưới gốc cây tùng ở đây. Lúc này, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế ấy. Ông ấy mặc áo trắng, quần thụng, cơ bắp cuồn cuộn trông khá dữ dằn. Ngô Bình hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Ông ấy đã mở 5 linh khiếu, 3 thần khiếu. Tu vi của ông ấy hơn đại sư huynh của anh nhiều. Các võ vương hiện giờ hiếm ai mở được 5 linh khiếu. Một khi làm được điều đó thì có thể đáp ứng đủ điều kiện cộng hưởng linh khiếu. Cộng hưởng linh khiếu sẽ tạo ra sức mạnh hơn hẳn những người cùng cảnh giới. May mà sức mạnh từ 5 linh khiếu của người này cũng chưa có cấp bậc. Trong thuần dương tiên lực và ất mộc linh lực của Ngô Bình đã là cấp thượng phẩm rồi. Sức mạnh cũng được phân cấp thành thượng, trung phẩm, hạ phẩm và bất phẩm. Hiện nay, hiếm có tu sĩ nào hấp thu được sức mạnh hạ phẩm, chứ đừng nói là hấp thu sức mạnh thượng phẩm như Ngô Bình. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi nói, đánh đến được cửa này chứng tỏ cậu cũng mạnh đấy, tên gì? Ngô Bình chắp tay, Ngô Bình. Ông ấy đứng dậy, Ngô Bình thấy dáng người của ông ấy không cao, nhưng khí thế thì bức người. Thấy thế, anh nói tiền bối không tu luyện thánh tâm, mà là thiền tâm. Người đàn ông bật cười, với tôi thì thiền cũng như thánh, thánh cũng như thiền. Cậu bạn, ra tay đi. Ngô Bình nói, luyện thánh tâm để chinh phục võ thuật của ông chưa đủ mạnh. Tạm thời không cần đến thánh tâm để thu phục. Thực lực của ông cũng thường thôi, nên thiền tâm của ông cũng yếu. Người đàn ông cau mày, cậu mới đi được đến cửa này mà đã dám lên mặt dạy đời tôi ư. Hừ, thử một quyền của tôi đây. Ông ta tung một quyền tới, Ngô Bình hoàn toàn không để tâm, vì quyền ý của anh có thể bật lại ngay được. Anh giơ tay lên rồi đánh ra, anh có cảm giác người đàn ông kia tự dẫn xác đến cho anh đánh. Người đàn ông kêu lên đau đớn. Chúng ngay một đòn vào khí mạch, ảnh hưởng đến việc hít thở nên ông ta ho khù khụ. Ngô Bình dừng tay kịp thời rồi nói, ông cứ tu luyện tiếp đi, nếu có thể đả thông thêm một linh khiếu nữa thì thánh tâm sẽ mạnh hơn. Người đàn ông đầy vẻ kinh ngạc rồi chắp tay nói, Dương Thần cảm ơn chỉ dạy của Đại Tông Sư. Ngô Bình vừa ra tay, Dương Thần đã biết anh là một Đại Tông Sư, vì thế đã thua trong tâm phục khẩu phục. Ngô Bình điểm tay vào sườn ông ta, Dương Thần cảm thấy không còn khó chịu nữa. Đa tạ Đại Tông Sư, ông ta lại chắp tay nói, Đại Tông Sư, tiếp theo sẽ là Sư Thúc Tông Huy của tôi. Ông ấy tinh thông các tuyệt kỹ và 2 phép thần thông của chùa Đại Thiền, Đại Tông Sư hãy cẩn thận. Ngô Bình gật đầu, Võ Thánh Dương, khi nào gặp lại, chúng ta kết bạn nhé. Dứt lời, Ngô Bình cất bước đi tiếp. Lần này, anh phải leo thêm hơn 200 bậc thì mới nhìn thấy một vườn thuốc khoảng 3, 4 mẫu. Cạnh đó có một ngôi nhà tranh, cạnh cửa ra vào có thuốc. Thùng nước và các dụng cụ làm vườn.
Có một tăng nhân ngoài 50 tuổi đang đứng ở cửa, ông ấy mặc áo cà sa, chân đi dép cỏ, nằm trên ghế lần chàng hạt. Ngô Bình không làm phiền ông ấy mà ngồi xuống một tảng đá điều hòa hơi thở. Tăng nhân này có thực lực kinh người, như thể đã đi trên một con đường khác, trên người không có kinh lạc. Đến Ngô Bình cũng không đoán được thực lực của ông ấy, nhưng anh chắc chắn là cao hơn Dương Thần. Anh ngồi khoảng nửa tiếng thì tăng nhân đó mới bỏ sách xuống rồi cười nói, thí chủ là người đầu tiên bần tăng gặp đi được lên đến đây. Ngô Bình cũng đứng dậy nói, đó là vinh hạnh của tôi, Đại sư Tông Huy phải không ạ? Tông Huy đáp đúng, tôi vừa học thuộc một đoạn kinh, thí chủ nghe nhé. Chương 724, qua cả năm cửa ải. Dứt lời, ông ấy bắt đầu đọc một đoạn kinh, Ngô Bình tập trung lắng nghe, sau đó cảm thấy ý thức của mình bắt đầu bị ảnh hưởng. Anh vội vàng điều chỉnh hơi thở rồi niệm đại phạn thiên âm. Ngay sau đó, đỉnh đầu của cả hai người đều bốc lên hơi nước hình hoa sen. Không lâu sau, Tông Huy chợt dừng lại rồi nhìn Ngô Bình chằm chằm. Sao cậu biết đại phạn thiên âm của chùa Đại Thiền chúng tôi? Ngô Bình hỏi lại, của chùa Đại Thiền ư? Thế ông niệm được mấy phần rồi? Tông Huy lúng túng đáp, tôi mới chỉ làm được một, hai phần thôi. Ngô Bình, ông nghĩ tôi được mấy phần? Tông Huy trầm mặc một lát rồi nói, chín phần. Thậm chí là 10 luôn. Ngô Bình, đúng thế, tôi đã nắm vững toàn bộ rồi. Tông Huy hỏi, thí chú có gốc gác gì với chùa Đại Thiền chúng tôi ư? Ngô Bình, ngày xưa, sư phụ tôi từng cứu một tăng nhân, chính là Kim Cương Thiền Sư của chùa các ông đấy. Trước khi viên tịch, Kim Cương Thiền Sư đã để lại một tập sách, trong đó có ba tuyệt kỹ và hai môn thần thông cùng một thần công. Tông Huy ngạc nhiên nói, Kim Cương Thiền Sư ư? Vậy thì đúng rồi. Người đã nắm vững đại phạn thiền âm. Ngô Bình không biết nhiều về Kim Cương Thiền Sư nên hỏi, ông ấy cũng là tăng nhân ở La Hán Đường các ông à? Tông Huy lắc đầu, Kim Cương Thiền Sư là cao tăng của Bàn Nhược Đường, hiệu là Viên Thông, tôi phải gọi người là Sư Bá. Sau đó, ông ấy hỏi tiếp, cậu đã học được mấy loại mà Sư Bá truyền lại rồi? Ngô Bình, Ngưng Huyết Chỉ, Kinh Lôi Trưởng, Vô Sinh Ấn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Đại Phạn Thiền Âm. Tông Huy ngẩn ra nói, cậu đã luyện thành hết mấy loại ấy rồi ư? Ngô Bình gật đầu, trong đó có Kim Cương Bất Hoại Thần Công là hơi khó. Tông Huy nhìn Ngô Bình như một con quái vật rồi hỏi, cậu tu luyện đến tầng thứ mấy của Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Ngô Bình, tầng thứ ba, thần quỷ trường vực. Tông Huy chấn động nói, tầng thứ ba, có thể cho tôi xem một chút được không? Ngô Bình lập tức thi triển quỷ thần trường vực, không gian xung quanh anh lập tức vặn vẹo, Tông Huy tiến lên rồi tung một trường. Nhưng lại thấy mình chỉ đánh vào không khí. Ông ấy không khỏi cảm thán, siêu phàm quá. Sư Bá Viên Thông cũng chỉ tu luyện được đến tầng thứ hai thôi, cậu đúng là hậu sinh khảo ý, bái phục. Ngô Bình nói, không còn ai ở chùa Đại Thiền tu luyện môn công pháp này à? Tông Huy lắc đầu, chỉ có một mình Sư Bá thôi, khi ấy người đắc ý lắm, thậm chí còn đổi pháp hiệu của mình thành Kim Cương. Nói đến đây, ông ấy phì cười, tính ra tôi còn phải gọi cậu là sư đệ đấy. Ngô Bình ngẩn ra, sư đệ. Tông Huy, cậu đã có được truyền thừa của Sư Bá Viên Tông, đương nhiên phải là đệ tử tục gia của tôi rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi không dám với tới thân phận ấy đâu. Tông Huy, sư đệ, cậu nói thế là sao? Ngô Bình cười lạnh, một người bạn của tôi đang bị các người giam giữ, cô ấy là phụ nữ, các người làm vậy coi được không? Tông Huy vội giải thích, tôi không biết chuyện này, sư đệ, cậu chớ nóng, tôi sẽ dẫn cậu lên hỏi sư huynh Tông Nguyên. Sau đó, ông ấy đã dẫn Ngô Bình lên trên, khoảng hơn 100 bậc thang nữa, họ đã lên đến đỉnh núi. Cạnh thềm đá có một ngôi nhà lá không cửa, có một lão tăng khoảng 70 tuổi đang ngồi xếp bằng bên trong. Tông Huy chắp tay chào hỏi, sư huynh. Lão tăng mở mắt ra nói, Tông Huy, có chuyện gì thế? Tông Huy kể lại mọi chuyện, sau đó hỏi, sư huynh có biết lý do của chuyện này không ạ? Lão tăng đáp không, nhưng chàng trai kia đến đây để khiêu chiến La Hán Đường. Muốn lên trên thì phải qua được cửa ải ở đây. Ngô Bình vừa đến đã thấy lão tăng này có tu vi cao hơn Tông Huy. Ngoài ra, lão còn tinh thông Phật Pháp, trong cơ thể già cỗi ấy ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, tu vi của lão đã ở cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất rồi. Tông Huy nói, tu vi của sư huynh hơn hẳn tiểu sư đệ, hay mình làm theo quy định của chùa được không ạ? Lão tăng rất tự tin đáp, được. Lão giơ chân rồi vạch một đường dài khoảng 5 mét dưới mặt đất rồi nói, chỉ cần thí chú vượt qua được cái vạch này thì coi như qua cửa ải. Ngô Bình thật sự không muốn giao thủ với lão tăng này nên đồng ý ngay, được. Dứt lời,
anh thi triển thần quỷ trường vực rồi lao lên. Ngay sau đó, không gian xung quanh như nhường đường, lão tăng vội giơ tay cản anh lại. Xong, tay lão vừa chạm vào lực mạnh lá chắn của Ngô Bình thì chợt có một luồng lực kỳ lạ xuất hiện dưới chân, mắt lão hoa đi rồi đổi vị trí với Ngô Bình, lão đứng ngoài vạch, còn Ngô Bình thì đứng bên trong. Lão tăng ngẩn ra rồi ngạc nhiên nói, đây là thần quỷ trường vực ư. Tông Huy cười lớn nói, sư huynh Tông Nguyên, đúng rồi đấy ạ, đây chính là tầng thứ ba thần quỷ trường vực của Kim Cương Bất Hoại Thần Cồn mà ngay đến sư bá Viên Thông cũng chưa luyện thành. Tông Nguyên thở dài nói, được rồi, cậu đã qua ải. Ngô Bình chắp tay cười nói, cảm ơn đại sư. Tông Huy, sư huynh, so ra thì Ngô Bình chính là tiểu sư đệ của chúng ta nên huynh đừng buồn nhé. Chùa Đại Thiền có thêm một kỳ tài, đó là chuyện tốt mà. Tông Nguyên cau có thở dài rồi nói, nếu tôi nhớ không nhầm thì lần trước sư thúc Nguyên Thâm từng tìm cậu. Nguyên Thâm chính là đại hòa thượng từng đến nhà họ Lý hỏi tội Ngô Bình. Ngô Bình còn nhớ người này nên nói, đúng là có một hòa thượng đến tìm tôi đã giết Trịnh Quan và Vương Trung, họ đều là đệ tử tục gia của chùa Đại Thiền. Tông Huy ngạc nhiên nói, cậu giết họ ư, thế thì gay rồi. Hai người ấy đều khá có địa vị ở La Hán Đường. Tông Nguyên, thí chủ, cậu đã qua được cửa ải của tôi. Bây giờ, cậu có thể lên La Hán Đường. Theo luật thì La Hán Đường sẽ cử năm trưởng lão cho cậu chọn lấy hai người để khiêu chiến. Nếu cậu có thể đánh bại họ thì được quyền tùy ý chọn tất cả võ học của La Hán Đường, nhưng không được mang ra ngoài. Ngô Bình không hứng thú với vụ khiêu chiến này, nhưng anh rất ngứa mắt với Đại Hòa Thượng Viên Thâm nên hỏi có Viên Thâm trong số đó không? Tông Nguyên đáp có. Ngô Bình cười nói, tôi sẽ khiêu chiến ông ta đầu tiên. Tông Nguyên cau mày rồi nói, thí chủ, cậu đã luyện thành thần quỷ trường vực, lại là đại tông sư, đúng là có cơ hội đánh bại sư thúc Viên Thâm thật. Nhưng cậu cũng có thể bị ông ấy giết tại trận ấy nên hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngô Bình nói, cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng tôi đã quyết rồi. Dứt lời, anh quay người đi tiếp. Tông Nguyên thở dài rồi nói với Tông Huy, sư đệ, hãy đi theo cậu ta. Nhớ sư thúc Viên Thâm ra đòn sát thủ thì sư đệ hãy xin cho cậu ta. Nhớ phải tuân thủ quy tắc. Tông Huy gật đầu, vâng. Tông Huy đuổi theo Ngô Bình rồi nói, sư đệ, tôi khuyên cậu đừng đến La Hán Đường vội. Ngô Bình hỏi, tại sao? Chương 725, Động Vạn Phật. Tông Huy, theo quy định của chùa Đại Thiền, sau khi đánh lên La Hán Đường, cần phải có một người đức cao vọng trọng trên giang hồ làm chứng. Ngô Bình, lằng nhằng thế à? Tông Huy, sư đệ, tôi không biết tình hình cô gái cậu kể thế nào, nhưng cậu hãy về chỗ tôi nghỉ ngơi đã, để tôi hỏi thăm giúp cậu, sau đó kể lại cho cậu được không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, thấy cứ đánh đấm vô tội vã cũng vô ích nên gật đầu, được, phiền ông. Tông Huy mời Ngô Bình đến một căn nhà cách đó không xa, trước cửa nhà trồng rất nhiều hoa cỏ, trong nhà rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường. Tông Huy mời Ngô Bình ngồi xuống, sau đó sai một chú tiểu đi pha trà. Sau đó, ông ấy vội vã đi hỏi thăm tin tức về Mộ Dung Kiều cho Ngô Bình ngay. Lúc này, chú tiểu mang trà nước cho Ngô Bình đã chạy ngay đến La Hán Đường, sau đó tìm một đại hòa thượng để bẩm báo, mà đại hòa thượng ấy lại chính là Viên Thâm. Trưởng lão, nguy rồi, có người vượt qua năm cửa ải, chuẩn bị đánh đến La Hán Đường rồi ạ, chú tiểu bẩm báo. Viên Thâm ngạc nhiên, cái gì? Đánh bại cả Tông Nguyên luôn ư? Chú tiểu gật đầu, vâng. Người đó đang ở nhà của Đại sư Tông Huy. Viên Thâm đi qua đi lại rồi cau mày nói, tu vi của tân này đã cao vậy rồi ư. Không được, gần 200 năm nay không có ai đến được La Hán Đường rồi, nhớ để cậu ta đánh đến đây thì chúng ta sẽ mất hết thể diện, chỉ có cậu ta là vang danh thiên hạ thôi. Ông ta suy nghĩ một lát rồi gọi chú tiểu tới gần, thì thầm, hãy lừa cậu ta đến Động Vạn Phật. Chú tiểu hoảng hốt nói, trưởng lão, Động Vạn Phật toàn các lão tăng bị tẩu hỏa nhập ma. Thí chủ ấy mà vào đó nhỡ chết thì sao ạ? Viên Thâm cười lạnh, cậu ta đã giết đệ tử Trịnh Quan của thiền sư Nhàn Vân ở Đạt Ma Viện, trưởng lão Nhàn Vân có địa vị cao quý, chắc chắn không muốn tên kia lợi dụng chùa Đại Thiền để làm dạng danh cho mình. Ta làm vậy là nghĩ cho ông ấy thôi. Chú tiểu nghe xong thì nói, vâng, con sẽ đi làm ngay ạ. Ngô Bình đang uống trà thì chú tiểu quay lại rồi nói, thí chủ, đại sư Tông Huy bảo đã tìm được vị trí của cô gái kia, mời thí chủ đi theo tôi. Ngô Bình gật đầu, được. Chú tiểu đi trước dẫn đường, cả hai đi xuống núi, sau đó vượt qua một đỉnh núi rồi tới một khe núi âm u. Cả hai đi thêm một đoạn vào trong thì tới một vách đá, sâu bên trong có một hang động cao hơn 2 mét, bên ngoài có ghi là Động Vạn Phật.
Chú Tiểu nói, thí chủ, Đại sư Tông Huy đang ở trong, mời thí chủ vào. Ngô Bình không suy nghĩ nhiều mà gật đầu rồi đi vào luôn. Càng đi sâu vào trong, anh càng thấy hang động này rộng lớn, sâu bên trong hang động cao hơn 5 mét, rộng 4 mét, trên vách động khắc rất nhiều tượng Phật. Điều khiến Ngô Bình ngạc nhiên là các tượng Phật ở đây như đã được hô thần nhập tượng, bước nào cũng tỏa ra sức mạnh tinh thuần bất tận. Cơ thể Ngô Bình không hề bài xích khí tức của Phật giáo, vì thế anh không thấy khó chịu. Nhưng nhân bị viêm dương thì ngược lại nên Ngô Bình đã cất nó vào trong không gian hắc thiên. Chẳng trách nơi này có tên là động vạn Phật, nhiều tượng Phật quá, Ngô Bình lẩm bẩm. Anh đi thêm một đoạn nữa thì thấy có một cái hố cao 2 mét, bên dưới tối om, nhưng có tiếng động vang lên. Ngô Bình không biết Tông Huy đang ở đâu nên nhảy xuống tìm. Vừa xuống đó, anh đã ngửi thấy một mùi hôi thối rất khó chịu. Anh cau mày, không biết đây là nơi quỷ quái nào. Ngô Bình đi tiếp thì nhìn thấy cạnh đó có một căn phòng không rộng lắm, có một người ăn mặc rách dưới đang nằm trên đống rơm ở bên trong, người đó cuộn tròn người, thi thoảng lại run lên. Ngô Bình định hỏi thăm vị trí của Tông Huy nên bước vào rồi nói, cho tôi hỏi thăm một chút. Anh vừa lên tiếng, người đó chợt rú lên rồi tung móng vuốt sắc nhọn về phía anh. Ngô Bình đã luyện quyền ý đến viên mãn nên người đó vừa ra tay, cơ thể của anh đã phản ứng lại ngay, sau đó thi triển thần quỷ trường vực và cả kinh lôi trường để nghênh chiến. Bất ngờ là người đó cũng sử dụng kinh lôi trường, nhưng không tinh thuần bằng Ngô Bình nên đã bị đánh bay. Ngô Bình nhân cơ hội đó điểm vào người đó, khiến ông ta bất động rồi lạnh giọng hỏi, tôi với ông không thù không oán, sao lại muốn giết tôi? Nhưng khi anh nhìn rõ mặt người đó thì mới ngẩn ra. Nét mặt người đó đầy vẻ điên cuồng, ánh mắt đầy sát khí, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Người này bị tẩu hỏa nhập ma rồi, anh lẩm bẩm. Anh lấy ngay kim châm cứu ra rồi cắm vào đầu người đó, sau đó khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì phát hiện ra vấn đề ở đâu ngay. Sau vài mũi kim của Ngô Bình, người đó đã tỉnh táo lại, vẻ điên cuồng đã biến mất. Người đó vén tóc lên rồi cảm kích nói, là thí chủ đã cứu tôi ư. Ngô Bình, cứu gì đâu. Tôi chỉ áp chế sát ý của ông thôi. Cách tu hành của ông có vấn đề nên mới tẩu hỏa nhập ma. Người đó gật đầu, đúng thế, công pháp mà tôi tu luyện có sát khí quá nặng, mà Phật lý của tôi còn yếu nên không thể khống chế được nó, cuối cùng đã tẩu hỏa nhập ma và giết hại nhiều sư huynh đệ. Về sau, tôi đã bị nhốt ở đây, tính ra chắc tôi ở đây được chục năm rồi. Ngô Bình kinh ngạc hỏi, ông nói sao? Ông bị người ta nhốt ở đây ư? Vậy là tất cả mọi người bị ở đây đều bị tẩu hỏa nhập ma sao? Người đó đáp, đúng thế, đây mới là tầng 1, bên dưới còn tầng 2 và 3 nữa. Ngô Bình tức giận nói, chú tiểu kia đã lừa tôi đến đây, rõ ràng định hại chết tôi. Người đó rất ngạc nhiên, sau đó hỏi chuyện Ngô Bình. Chắc cái đám vô dụng ở La Hán Đường không muốn cậu tiếp tục khiêu chiến họ nên mới tính kế hại cậu. Hừ, tăng nhân của chùa Đại Thiền ngày càng kém cỏi. Ngô Bình đã bớt giận phần nào, ông cũng là tăng nhân của chùa này ư. Người đó đáp tiểu tăng là Viên Hối, đệ tử của La Hán Đường. Ngô Bình phát hiện tu vi của người này không hề thấp, ngang với Tông Huy rồi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đến đây để cứu một cô gái, đại sư Viên Hối có thể tìm cô ấy giúp tôi không? Viên Hối cười nói, cậu đã cứu tôi rất cảm kích, đương nhiên sẽ giúp cậu. Ngô Bình nhìn ông ta, thật ra tình trạng tẩu hỏa nhập ma của ông không khó chữa đâu, chỉ cần thánh tâm viên mãn là có thể áp chế được ngay thôi. À, thánh tâm mà tôi nói chính là thiền tâm của các ông đấy. Khi đạt tới cấp võ thần của cảnh giới nhân tiên thì sẽ có thực lực rất mạnh, khi này sẽ cần thánh tâm để áp chế sức mạnh của chính mình. Nếu không thì võ lực sẽ sinh ra tà niệm, ma niệm và dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là lý do vì sao cảnh giới nhân tiên có cấp võ thánh. Vì nếu không có thánh tâm thì thực lực không thể tăng thêm được. Võ tăng của Phật môn cũng là một giới tu hành, họ có Phật lực, thiền tâm sẽ chế ngự võ lực, nếu không làm được điều đó thì võ lực sẽ phản lại nhân tâm, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma giống Viên Hối, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Viên Hối cười trừ nói, thiền tâm viên mãn thì khó lắm. Ngô Bình, thiền tông chú trọng giác ngộ, thật ra muốn đột phá rất dễ đấy. Viên Hối sáng mắt lên, thí chủ có cách ư? Chương 726, điều trị cho Viên Hối. Ngô Bình, tôi sẽ niệm đại phản thiền âm để ông gặp Đức Phật trong ảo ảnh, biết đâu lại đột phá được. Viên Hối ngạc nhiên, cậu biết đại phản thiền âm ư? Ngô Bình, cái này nói sau, giờ ông chuẩn bị đi. Nói rồi, Ngô Bình bắt đầu niệm đại phản thiền âm.
Muốn làm được điều này thì phải tinh thông chữ tiên thì mới niệm đúng được, mà cực hiếm ai trên đời làm được, vì thế từ xưa đến nay, chưa có mấy ai luyện được Đại Phạn Thiền Âm đến tầng thứ ba. Ngô Bình thì khác, Đại Phạn Thiền Âm của anh là bản gốc, vì thế hiệu quả khác hẳn với các bản lai căng khác. Âm thanh vừa vang lên, Viên Hối đã phải chấn động, sau đó rơi vào ảo ảnh. Loáng cái, ông ấy đã đến nước Phật và nhìn thấy Đức Phật cùng rất nhiều các vị Bồ Tát, La Hán, thần linh. Tâm hồn của ông ấy lập tức trở nên trong sáng, thiền tâm rung động rồi tiến vào thiền định ở cấp cao hơn. Ông ấy có cảm giác mình đã trải qua thêm vài chục năm nữa, cuối cùng thì thiền tâm cũng viên mãn. Nhưng với Ngô Bình thì mới chỉ có vài giây trôi qua, anh đã mở mắt ra. Lúc này, đôi mắt của Viên Hối sáng ngời, ông ấy mỉm cười nói, đa tạ thí chủ giúp đỡ. Ngay sau đó, toàn thân Viên Hối phát sáng, ma niệm đã bị diệt trừ hoàn toàn. Cùng với đó, khí chất trên người ông ấy cũng thay đổi hoàn toàn, dù có ăn mặc rách dưới thì ông ấy vẫn toát ra được khí chất đức độ của cao tăng. Ngô Bình cười nói, xem ra, đại sư đã diệt trừ được ma tâm rồi, chúc mừng. Viên Hối nói, là thí chủ đã cứu tôi, đại ân đại đức không để đâu cho hết. Ngô Bình, phiền ông tìm một cô gái tên em giúp tôi. Viên Hối, mời thí chủ sang thiện phòng của tôi. Ngay sau đó, Viên Hối đã dẫn Ngô Bình rời khỏi động Vạn Phật. Hai người vừa đi ra ngoài đã gặp Tông Huy, ông ấy đang định xông vào trong. Nhìn thấy Ngô Bình, Tông Huy thở phào một hơi rồi nói, Ngô sư đệ, cậu không sao chứ? Ngô Bình lạnh giọng nói, Tông Huy, chính ông sai chú tiểu đó lừa tôi đến động Vạn Phật đúng không? Tông Huy vội nói, sư đệ, tôi không hề biết gì cả. Tôi biết chuyện cậu bị lừa vào đây từ một tăng nhân khác nên vội vàng chạy đến ngay, may mà cậu không sao. Dứt lời, ông ấy nhìn chằm chằm sang Viên Hối. Viên Hối thờ ơ nói, sao, mới mấy năm không gặp mà đã quên sư phụ rồi à? Tông Huy chấn động rồi quỳ xuống đất, sư phụ, người khỏi rồi à? Viên Hối chính là ân sư của Tông Huy, ông ấy cười nói, ừ, may sao thí chủ đây chữa khỏi tâm ma cho ta, không thì chắc ta phải chết già trong đó mất. Tông Huy ôm chầm lấy chân Viên Hối rồi khóc lớn, Phật tổ từ bi, cuối cùng người cũng khỏe lại rồi. Sau đó, ông ta cứ ôm chân Viên Hối khóc lóc mãi không chịu buông. Viên Hối xoa đầu Tông Huy rồi nói, Tông Huy, con vẫn thế nhỉ, chẳng trưởng thành hơn chút nào. Tông Huy cười nói, chỉ cần thấy sư phụ bình an, đệ tử mất chút thể diện cũng được. Viên Hối cười phá lên nói, thôi được rồi, đừng để Ngô thí chủ chê cười nữa. Con mau cho người dọn thiện phòng của ta, chúng ta đi thôi. Vâng, đệ tử sẽ làm ngay, vì thế, Tông Huy đã rời đi trước. Viên Hối và Ngô Bình chậm rãi đi theo sau. Viên Hối nói, thí chủ, ban nãy ta thấy đồ đệ của tôi gọi cậu là sư đệ, lẽ nào thí chủ cũng là đệ tử Thiếu Lâm? Ngô Bình lắc đầu rồi kể lại mọi chuyện. Viên Hối nghe xong thì cười nói, bảo sao cậu lại nhận được truyền thừa của sư huynh Kim Cương, vậy thì cũng là đệ tử của huynh ấy rồi. Ngô Bình, tôi kệ ông ấy gọi thôi, vì dẫu sao đúng là tôi học các môn công pháp này của Kim Cương Thiền Sư thật. Viên Hối hỏi, thí chủ đã tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công của Kim Cương Thiền Sư chưa? Ngô Bình đáp mình đã luyện đến tầng thứ ba. Viên Hối vừa mừng vừa ngạc nhiên, thí chủ đúng là bậc kỳ tài. Vậy là có thể tu luyện được một môn thần công khác rồi. Ngô Bình hỏi, môn thần công khác ư? Viên Hối cười đáp, thí chủ có biết ba môn thần công của chùa Đại Thiền không? Ngô Bình, có, Kim Cương Bất Hoại Thần Công là một trong số đó. Viên Hối gật đầu, đúng, ba môn thần công này là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Nhược Bàn Thiền Công và Như Lai Thần Trưởng, nhưng phải tu luyện lần lượt. Sau khi luyện đến tầng thứ ba của Kim Cương Bất Hoại Thần Công thì có thể luyện Nhược Bàn Thiền Công, tương tự với đó luyện đến tầng thứ ba của môn thiền công này thì có thể luyện Như Lai Thần Trưởng. Bây giờ, cậu cần phải tập bài luyện thể của chùa Đại Thiền, để giúp gân cốt dẻo dai hơn. Đồng thời còn phải uống thuốc của chùa mỗi ngày để rèn luyện cơ thể. Nhưng cả nghìn năm nay, chùa Đại Thiền mới có một người luyện bàn nhược thiền công, nhưng mới chỉ đến tầng thứ hai thôi, còn Như Lai Thần Trưởng thì chưa có ai từng luyện cả. Ngô Bình không ngờ là phải luyện lần lượt như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không lâu sau đã về tới thiện phòng của Viên Hối. Tông Huy thường xuyên quét dọn ở đây, vì thế nhà cửa vẫn sạch sẽ. Tông Huy đã chờ sẵn ở cửa. Sau đó mời Ngô Bình và Viên Hối vào thiện phòng, còn mình thì đi rót nước pha trà, sư phụ, lâu rồi người không ăn gì, để đệ tử đi làm chút đồ ăn cho người. Viên Hối xua tay, từ từ đã, lấy cho ta một bộ đồ mới trước, ta phải đi tắm rửa thay đồ rồi còn nói chuyện với thí chủ đây.
Sau đó, Viên Hối bỏ đi một lúc rồi trở lại với diện mạo chỉnh chu. Ông ấy chính trực nói, thí chủ, tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo cậu. Ngô Bình, ông định hỏi tôi có thể giúp các tăng nhân khác trong động vạn Phật không chứ gì? Viên Hối gật đầu, đúng thế. Ngô Bình trầm mặc một lát rồi nói, chắc tôi có thể điều trị được. Viên Hối mừng rỡ, xin thí chủ rộng lòng từ bi để cứu chữa cho họ. Ngô Bình cười lạnh, đến nay, bạn của tôi vẫn đang bị chùa Đại Thiền giam giữ, ông nghĩ tôi có đồng ý được không? Viên Hối vội nói, thí chủ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì đảm bảo cô gái ấy sẽ an toàn, sư tổ Quảng Tuệ đang đến đây rồi, nếu ông ấy biết được tài y thuật của cậu thì chắc sẽ vui lắm. Chùa Đại Thiền có 3 vị sư tổ trấn thủ, Quảng Tuệ là một trong số đó, ông ấy là một người đức cao vọng trọng, thực lực cao thâm. Ngô Bình nói, nếu chùa Đại Thiền tôn trọng lẽ phải thì được, còn không thì đừng trách tôi. Viên Hối, tôi nghe nói ông hồi phục rồi hả, đúng lúc này, có một giọng nói rất khỏe vang lên. Viên Hối mừng rỡ rồi chạy ngay ra ngoài, tham kiến sư tổ. Tôi đã khỏe lại rồi ạ. Người đó tốt lắm, vị thần y đã chữa khỏi cho ông đâu. Ngô Bình đi ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy một lão hòa thượng hiền lành trông rất bình thường đang mỉm cười. Anh chắp tay hành lễ, tham kiến đại sư. Lão tăng này chính là thiền sư Quảng Tuệ, lão nhìn Ngô Bình rồi cười nói, thần y Ngô đừng đa lễ. Chính cậu là người đã đánh bại 5 người ở đường La Hán đúng không? Ngô Bình, tôi đến tìm người. Viên Hối vội kể lại chuyện cho Quảng Tuệ nghe, lão nhíu mày nói, có chuyện này ư? Thần y Ngô yên tâm, nếu nữ thí chủ ấy ở đây thì tôi sẽ tìm được, sau đó giao lại cho cậu. Ngô Bình thấy thế thì mới bất bực mình rồi nói, phiền đại sư. Chương 727, Âu Dương Thánh Hoàng. Quảng Tuệ cười nói, mời thần y Ngô vào trong ngồi. Mọi người ngồi vào vị trí, Quảng Tuệ cười híp mắt nói với Ngô Bình, tôi nghe nói thần y Ngô đã luyện kim cương bất hoại thần công đến tầng thứ 3 là thần quỷ trường vực rồi đúng không? Ngô Bình, đại sư chê cười rồi, tôi cũng là ăn may thôi. Quảng Tuệ nói, không thể nhờ vận may là luyện thành 3 phép thần thông của chùa Đại Thiền đâu, cậu cứ khiêm tốn. Lão ngẫm nghĩ rồi nói, nghe Viên Hối nói thần y có thể chữa trị cho các tăng nhân khác trong động vạn Phật, đây đúng là chuyện tốt, xin thần y rộng lòng từ bi giúp cho. Đương nhiên chùa Đại Thiền sẽ không bắt thần y làm không công, chúng tôi sẽ truyền bàn nhược thiền công và Như Lai thần trưởng cho thần y. Ngô Bình hào hứng nói, các người sẽ truyền 2 môn thần công ấy cho tôi ư. Quảng Tuệ cười nói, chắc chỉ thần y mới luyện được chúng thôi, nên chứng tỏ chúng và thần y rất có duyên với nhau. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, nếu thế thì tôi không khách sáo nữa. Quảng Tuệ nói, bàn nhược thiền công và Như Lai thần trưởng ở Vô Tự Ngọc Bích, nếu thần y rảnh thì có thể đến cảm ngộ lúc nào cũng được. Ngô Bình ngẩn ra, hóa ra anh phải tự cảm ngộ ư. Vì thế, anh chỉ gật đầu. Quảng Tuệ ngồi thêm một lúc thì ra về, Viên Hối tiễn lão ra ngoài. Hai người đi được một đoạn thì Viên Hối nói, sư tổ định để thần y Ngô cảm ngộ Vô Tự Ngọc Bích thật ạ. Quảng Tuệ đáp, cậu ấy có thể luyện được thần quỷ trường vực thì chứng tỏ có tư chất rất tốt, biết đâu cậu ấy lại có thể cảm ngộ được điều kỳ diệu từ Vô Tự Ngọc Bích. Viên Hối, sư tổ, đệ tử nhớ người từng nói trên Vô Tự Ngọc Bích không chỉ có Như Lai thần trưởng và bàn nhược thiền công, người để thần y Ngô tự cảm ngộ, nhớ cậu ấy còn cảm nhận được thứ gì khác thì sao ạ? Quảng Tuệ bật cười nói, Viên Hối, ông ở động vạn Phật lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi à. Vô Tự Ngọc Bích là một kho báu với chùa Đại Thiền chúng ta thôi, nhưng chúng ta nào có chìa khóa để vào đó đâu. Giờ có một người làm được điều này, tại sao chúng ta lại ngăn cản? Viên Hối, ý của người là chúng ta có thể mượn thần y Ngô để nắm giữ các điều bí mật bên trong ấy ư? Quảng Tuệ, cậu ấy tu luyện thần công của chùa Đại Thiền chứng tỏ rất có duyên với chúng ta, còn yên tâm, sớm muộn sẽ có ngày cậu ấy gia nhập chùa thôi. Viên Hối gật đầu, cậu ấy có thể tu luyện công pháp của Kim Cương Thiền Sư thì đúng là có duyên với chúng ta rồi. Quảng Tuệ, thật ra ta rất mong cậu ấy có thể luyện thành Như Lai thần trưởng, vì đó là con đường duy nhất để mở Đại Lôi Âm Tự. Viên Hối thở dài nói, từng có tu sĩ thiên tiên muốn mở Đại Lôi Âm Tự nhưng chưa thành công, chắc sẽ khó lắm ạ. Quảng Tuệ, để ta đi tìm Mộ Dung Kiều đó, Viên Hối, ông hãy tiếp đón thần y Ngô chu đáo. Nếu được thì hãy nhờ cậu ấy xuống tầng thứ 3 của động vạn Phật xem có chữa trị được cho vị nào không. Viên Hối ngạc nhiên, sư tổ, xuống hẳn tầng thứ 3 ạ. Quảng Tuệ thở dài, thử xem sao, biết đâu cậu ấy lại chữa trị được cho người đó. Viên Hối hít sâu một hơi, sau đó gật đầu thật mạnh, vâng, đệ tử hiểu rồi. Quảng Tuệ đi rồi,
Viên Hối trở lại ngồi chờ tin với Ngô Bình. Hơn một tiếng sau, Tông Huy đã hớt hải chạy tới báo, sư phụ, thần Y Ngô, tìm thấy rồi ạ. Sau đó, ông ấy thuật lại tình hình cho Ngô Bình nghe. Ngô Bình nghe xong thì nổi giận nói, nhà Âu Dương giỏi lắm. Đúng là vô pháp vô thiên. Thì ra mấy ngày trước, Mộ Dung Kiều đã đi chơi ở gần chùa Đại Thiền, sáng sớm một ngày, cô ấy đã gặp Âu Dương Thánh Hoàng của gia tộc Âu Dương. Âu Dương Thánh Hoàng là kỳ tài số một của nhà Âu Dương, có tên bảng nhân tiên và là người duy nhất chưa đạt đến cảnh giới địa tiên trong bảng trên. Cũng vì đó mà Âu Dương Thánh Hoàng có thể hô mưa gọi gió ở nhà Âu Dương, hắn có địa vị rất cao, đến gia chủ cũng phải nhượng bộ phần nào. Vì thế mà Âu Dương Thánh Hoàng rất kiêu căng, làm việc tùy ý. Hắn phát hiện Mộ Dung Kiều có điểm bất thường nên đã nhờ mấy người bạn của mình ở chùa Đại Thiền ra mặt hẹn cô ấy đi uống trà. Mộ Dung Kiều đã từ chối, điều này khiến Âu Dương Thánh Hoàng nổi giận và quyết định bắt cô ấy đi. Nhưng vô duyên vô cớ dẫn một người đi thì đương nhiên không được, nên hắn đã vu cho Mộ Dung Kiều là ma nữ, phải dẫn cô ấy về nhà Âu Dương để trấn áp. Kể đến đây, Tông Huy nói, sư tổ Quảng Tuệ đã đến nhà Âu Dương rồi, người bảo nhất định sẽ đưa Mộ Dung Kiều về. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn Đại sư Quảng Tuệ. Sau đó, anh hỏi, Đại sư Tông Huy, có thể cho tôi biết mấy người bạn của Âu Dương Thánh Hoàng ở chùa ta là ai không? Tông Huy có vẻ khó xử, sau đó thở dài nói, họ đều là đệ tử của La Hán Đường, trong đó có một đệ tử của Viên Thâm. Lại là Viên Thâm, Ngô Bình cười lạnh, nhắc đến ông ta, tôi mới nhớ chưa đi khiêu chiến các trưởng lão của La Hán Đường đấy. Tông Huy ngẩn ra rồi nói, thí chủ định đi khiêu chiến thật sao? Ngô Bình nhìn ông ấy rồi hỏi, không được à? Tông Huy xua tay, tôi không có ý đó, tôi muốn nói là các trưởng lão có thực lực mạnh lắm, nếu thí chủ đi khiêu chiến chỉ e sẽ thiệt thân. Ngô Bình thờ ơ nói, là họ thì có. Chương 728, Vô Tự Ngọc Bích. Mấy ngày qua, thực lực của Ngô Bình đã khôi phục lại khá nhiều, anh cảm thấy cùng lắm là hai hôm nữa, mình sẽ khôi phục hoàn toàn thực lực. Với thực lực và tài năng hiện tại, khả năng anh đánh thắng các vị trưởng lão ở La Hán Đường là rất cao. Tông Huy nói, nếu thí chủ đã quyết sẽ khiêu chiến thì để tôi sắp xếp. Mùng 3 tháng sau, phía La Hán Đường sẽ chuẩn bị xong để chờ cậu đến khiêu chiến. Viên Hối không phản đối mà nói, cứ quyết vậy đi. Tông Huy cúi chào rồi lui ra ngoài, Viên Hối nói, thần Y Ngô, giờ tôi sẽ dẫn cậu đến Vô Tự Ngọc Bích. Ngô Bình cũng đang rất tò mò về nơi này nên gật đầu ngay. Viên Hối đi trước dẫn đường. Hai người băng qua một ngọn núi rồi đến một khe núi âm u. Ở đây có một con đường nhỏ, vách đá hai bên đều là bạch ngọc, hơn nữa còn là bạch ngọc hảo hạng, nếu mang về bán thì sẽ lãi được bổn tiền. Song, đây là bảo bối trấn tự của chùa Đại Thiền nên đương nhiên không ai được mang đi bán. Nếu chỉ nhìn vào hai vách đá này thì Ngô Bình chẳng có phát hiện gì, vì mặt đá nhẵn bóng như gương, anh có thể nhìn rõ hình ảnh của mình ở trên đó. Anh tò mò hỏi Viên Hối, đây là Vô Tự Ngọc Bích ư? Đã có ai nghiên cứu bản nhược thiền công ở đây chưa? Viên Hối đáp đúng, sư tổ Quảng Tuệ nói cậu được nghiên cứu một ngày một đêm ở đây, nhưng đúng giữa trưa mai phải rời đi. Ngô Bình, được, nếu tôi nhìn ra được thứ gì luôn thì cần gì tới một ngày một đêm, còn nếu không phát hiện ra được thì có ở lại cả chục năm cũng vô dụng. Viên Hối cười nói, vậy tôi không làm phiền thần y nữa. Viên Hối lui ra. Chỉ còn lại một mình Ngô Bình trong khe núi trống trải. Có rất nhiều ghế và băng đá ở đây, chắc chắn đã từng có người đến đây nghiên cứu rồi. Ngô Bình ngồi xuống một chiếc ghế đá, sau đó khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, quan sát bức tường ngọc ở phía đông trước. Anh mới nhìn một cái đã phải trố mắt ra, vì anh thấy có một vị tăng nhân ngồi xếp bằng ở đó. Tăng nhân ấy được tạo thành nhờ một sức mạnh đặc biệt, sức mạnh này rất cao cấp, thuộc về thế giới cao cấp. Nếu không nhờ khả năng nhìn xuyên thấu thì Ngô Bình không thể phát hiện ra tăng nhân này được. Anh lại nhìn sang vách đá phía tây thì thấy cũng có một người đang ngồi xếp bằng ở đây, anh đoán đó là một đạo sĩ. Tương tự như tăng nhân kia, đạo sĩ này cũng được tạo thành từ một loại sức mạnh cao cấp. Ngô Bình híp mắt lại, theo hiểu biết của anh về tu hành thì một khi con người tu luyện đến cảnh giới thiên tiên thì cơ thể có thể thích ứng được với thế giới cao duy độ và có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn thực lực của tăng nhân và đạo sĩ kia hơn hẳn các tu sĩ thiên tiên bình thường. Lẽ nào họ là thiên quân? Anh nhìn về phía đạo nhân thì thấy hình như người này có cảm nhận gì đó nên cũng đang nhìn anh. Đôi mắt của đạo nhân tỏa ra khí tức khiến Ngô Bình chấn động. Ngay sau đó, trong đầu anh đã vang lên rất nhiều lời tiên. Nếu là người khác thì chắc chắn không hiểu,
nhưng Ngô Bình thì khác. Anh đã quá hiểu chữ tiên rồi nên vừa nghe cái là hiểu ngay. Nhưng lượng thông tin ấy quá lớn nên anh cần thêm chút thời gian để tiêu hóa, tiếng tiên kéo dài khoảng 10 phút, nhưng anh phải mất hơn một tiếng mới chỉnh lý xong hết được. Lúc này, anh đã hiểu được đại khái nội dung rồi. Nội dung nói về một thế lực có tên là Âm Dương Giáo, cùng các công pháp, thần thông và cách hít thở của họ. Sau đó, anh lại nhìn sang vách đá phía đông, tăng nhân kia như cũng có cảm giác, tiếp tục tuôn lời tiên ra, dội vào đại não của Ngô Bình. Lần này, anh nhìn thấy rất nhiều những kiến thức quen thuộc, ví dụ như Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Vô Sinh Ấn. Xem ra hầu hết công pháp của chùa Đại Thiền đều từ đây mà ra. Hơn một tiếng sau, Ngô Bình đã biết tăng nhân truyền cho mình thứ gì. Đó là công pháp và bí thuật của một thế lực lớn siêu cấp có tên Cực Lạc Phật Thổ. Anh không vội vàng rời đi ngay, mà ngồi xuống nghiền ngẫm những kiến thức vừa tiếp thu được. Loáng cái đã đến giữa trưa ngày hôm sau, Ngô Bình chìm đắm trong cảm nhận nên đã quên mất thời gian, anh nghe thấy giọng của Viên Hối, thần Y Ngô, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình không trả lời mà hỏi ngược lại, đại sư Viên Hối, ngày trước có ai cảm ngộ được gì ở đây chưa? Viên Hối đáp, đương nhiên là có rồi. Ngô Bình, họ giỏi thật đấy. Ý của anh là anh chỉ có thể hiểu được những truyền thụ này nhờ vào khả năng nhìn xuyên thấu thôi, còn những ngu khác có thể trực tiếp cảm nhận được, đúng là phi thường. Viên Hối tỏ vẻ thất vọng vì tưởng Ngô Bình không có thu hoạch gì, thần Y Ngô đừng buồn, không có thu hoạch gì cũng là chuyện bình thường, tôi và đại sư Quảng Tuệ cũng như cậu thôi. Ngô Bình không hiểu nên hỏi lại, đại sư Quảng Tuệ có tin gì chưa? Viên Hối tỏ vẻ mất tự nhiên rồi đáp, không biết tại sao lần này nhà Âu Dương rất cứng đầu, đến đại sư Quảng Tuệ mà họ cũng không nể mặt. Ngô Bình xa sầm mặt, nói vậy là nhà họ vẫn không chịu thả người đúng không? Viên Hối, nhưng thần y cứ yên tâm, tuy sư tổ chưa dẫn người về được, nhưng người chắc chắn là thí chủ Mộ Dung Kiều vẫn bình an, nhà Âu Dương không làm gì với thí chủ ấy cả. Ngô Bình cau mày nói, với địa vị và thân phận của đại sư Quảng Tuệ thì nhà Âu Dương phải nể chứ, sao họ vẫn không chịu thả người? Viên Hối thở dài nói, sư tổ cũng đang thấy lạ, vì không thể đưa người về đây được, vì thế người ngại không dám đến gặp thần y. Ngô Bình, đại sư đã cố hết sức rồi, tôi rất cảm kích. Sau đó, anh nói, đại sư Viên Hối, tôi phải đi cứu Mộ Dung Kiều, nhờ ông chuyển lời đến đại sư Quảng Tuệ là hôm khác tôi lại đến. Anh nói rồi đi ngay, Viên Hối không kịp nói gì thì đã thấy Ngô Bình chạy mất dạng. Thần Chiếu đang đứng chờ Ngô Bình dưới chân núi. Chủ nhân, là tôi thất trách, tôi gặp lại một người bạn cũ nên đã không xuất hiện kịp thời, không thì cô Mộ Dung đã không bị người nhà Âu Dương bắt đi, Thần Chiếu tự trách. Ngô Bình, tôi không trách ông, tôi chỉ bảo ông đưa cô ấy đến chùa Đại Thiền thôi, chứ không bảo ông phải luôn theo sát cô ấy. Hừ, đây cũng là số kiếp của cô ấy rồi. Thần Chiếu ngẩn ra, số kiếp ạ. Ngô Bình, Mộ Dung Kiều là trích tiên, thế trích tiên là gì? Nói đúng ra là cô ấy đã đắc tội với vị thượng tiên nào đó trên trời nên bị đày xuống nhân gian chịu tội, cho nên cô ấy cứ xác định sẽ gặp đủ mọi chuyện rắc rối suốt đời. Thần Chiếu cả kinh nói, chủ nhân, nếu đúng là thế thì tốt nhất chúng ta không nên dây dưa với Mộ Dung Kiều. Ngô Bình cười nói, tôi đã từng đọc được một cuốn sách, để tôi kể ông nghe một mẩu chuyện nhỏ trong đó. Câu chuyện này Ngô Bình đọc được trong phiến ngọc. Có một tiên nhân tên là Lý Sán ở tiên giới. Vì đắc tội với tiên tướng nên bị đày xuống trần gian chịu tội. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi khi Lý Sán trải qua một kiếp nạn thì thực lực lại khôi phục một phần, vì thế không bao lâu, Lý Sán đã được trở về tiên giới. Sau này, Lý Sán được tiên đế phong làm đại nguyên soái Bình Yêu, quyền lực còn cao hơn cả tiên tướng kia. Nghe xong chuyện Ngô Bình kể, Thần Chiếu hiểu ra ngay, ý của chủ nhân là tuy Mộ Dung Kiều sẽ gặp nhiều sự cố, nhưng cũng sẽ có thế lực nào đó giúp đỡ cô ấy. Ngô Bình, đúng vậy, ông tư duy đúng rồi đấy. Những người bị đày xuống nhân gian chịu tội sẽ liên tục gặp nạn cho đến khi diệt trừ được hết ma tâm thì thôi. Ông nhìn Mộ Dung Kiều đi, cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng hơi chút là lại khôi phục năng lực nào đó, thế có giống tiên nhân đi đày không? Thần Chiếu cười nói, vậy là chưa chắc lần này Mộ Dung Kiều đã gặp nguy hiểm, khéo còn thu hoạch được gì đó. Ngô Bình, đúng thế, cho nên chúng ta đến nhà Âu Dương thôi. Xem có sơ múi được gì không. Thần Chiếu, trước đó, Mộ Dung Kiều cứ đòi đến chùa Đại Thiền, chắc là cố ý để gặp Âu Dương Thánh Hoàng. Ngô Bình, khả năng này rất lớn, ông biết nhà Âu Dương ở đâu không? Thần Chiếu gật đầu, có ạ, chúng ta đi thôi. Ngô Bình, vội gì, để mai đi,
chờ tôi khôi phục toàn bộ thực lực đã. Nơi này cách Hà Đông không xa, chúng ta nên gặp Lý Long Thần. Lý Long Thần là đại đệ tử của Dương Mộ Bạch, từ đây đến nhà ông ấy chưa tới 200 cây số. Chương 729, Mã Thị ở Tây Bắc. Lý Long Thần là đại gia ở Hà Đông, một nhân vật tầm cỡ ở khu vực, mảng kinh doanh của ông ấy ở phía Bắc nổi tiếng gần xa, bạn bè nhiều không đếm hết. Tầm 3 giờ chiều, Lý Long Thần đang chuyên tâm luyện công trong phủ Tử Long. Từ khi Ngô Bình giúp ông ấy luyện hình lên hậu kỳ, ngày nào ông ấy cũng luyện công, chẳng mấy là tới cảnh giới đan thành của tiên thiên rồi. Đột nhiên có người chạy tới báo, thưa Tổng Thiêu Đầu, có hai người tới xin gặp người ạ. Lý Long Thần đang luyện công nên bực bội nói, bảo tôi đang bận. Long Thần, đến sư thúc cũng không gặp, oai quá nhỉ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lý Long Thần dừng hình rồi mừng rỡ nói, sư thúc. Sao người lại đến đây? Ngô Bình hừ một tiếng, sao kêu đang bận, không gặp tôi được. Lý Long Thần vội quỳ xuống nói, xin sư thúc bớt giận, đệ tử không biết người tới. Nếu biết thì đã chờ sẵn ngoài cổng rồi ạ. Ngô Bình xua tay, đứng dậy đi, suốt ngày quỳ với lại. Lý Long Thần mỉm cười đứng dậy rồi nói, sư thúc, sao người lại có thời gian đến đây? Hay có chuyện gì ở Hà Đông ạ? Ngô Bình, phải có chuyện mới được đến à? Lý Long Thần cười trừ, không không, người đến lúc nào cũng được, đệ tử luôn chào đón. Ngô Bình, thật ra thì ông nói đúng một nửa, tôi đang có việc ở chùa Đại Thiền, thấy nhà ông ở gần nên đến xem ông thế nào. Được đấy, sinh niệm rồi, nhưng thần niệm vẫn hơi yếu. Lý Long Thần cảm kích nói, sư thúc, đệ tử cảm thấy cùng lắm là 1 đến 2 năm nữa, thần niệm của mình sẽ mạnh lên. Ngô Bình nói, 1 đến 2 năm thì lâu cao. Nếu tôi đã đến thì sẽ hỗ trợ ông, để ông đột phá lên nhân tiên luôn. Lý Long Thần mừng quính, hiện giờ ông ấy đã vô cùng tin tưởng Ngô Bình, anh bảo gì ông ấy cũng tuân thủ tuyệt đối. Sư thúc, nhưng làm thế nào để tăng thần niệm nhanh chóng ạ? Lý Long Thần hỏi. Ngô Bình lấy một viên tinh thạch linh hồn ra rồi đưa cho ông ấy, ông hãy cầm nó rồi tu luyện. Lý Long Thần vừa nhìn đã biết viên đá này chính là thứ mà tiểu sư thúc đã tặng cho sư bá và sư phụ của mình. Ông ấy đã hỏi sư phụ nên biết đây là tinh thạch linh hồn, là bảo vật giúp tăng sức mạnh thần hồn. Lý Long Thần cảm kích tới nỗi run lên, sau đó nói với Ngô Bình, sư thúc, thứ này quý giá quá. Ngô Bình, cứ cầm lấy đi, có nó rồi thì chắc ông sẽ đan thành ngay thôi. Sau này đột phá lên nhân tiên sẽ dễ như ăn kẹo. Lý Long Thần sai người mang rượu ngon nhất ra để cùng uống với Ngô Bình và thần chiếu. Nhưng rượu chưa thấy đâu thì người làm đã lại chạy vào báo, thưa Tổng Tiêu Đầu, người ở trên đến rồi ạ. Nghe thấy thế, Lý Long Thần thấy hơi ngạc nhiên rồi nói với Ngô Bình, sư thúc, cấp trên đến kiểm tra sổ sách, đệ tử xin phép một chút, sau đó sẽ về uống với sư thúc. Ngô Bình xua tay, ông đi đi. Lý Long Thần không yên tâm nên bảo đệ tử của mình là Hồng Chiến đến tiếp Ngô Bình thay. Hồng Chiến từng được Ngô Bình chỉ bảo nên vui vẻ đồng ý ngay. Vừa ngồi xuống là anh ta đã uống cạn nửa bình rượu trăm năm luôn. Ngô Bình, Hồng Chiến, sư phụ anh là Tổng Tiêu Đầu, sao vẫn còn cấp trên? Hồng Chiến đáp, sư thúc tổ không biết cũng phải thôi, ngày trước khi tiêu cục mới thành lập, tầm ảnh hưởng còn hạn chế. Mãi đến sau này, có một người họ Mã tới tìm sư phụ, đồng ý bỏ tiền ra mua cổ phần thì tiêu cục mới phất lên được. Ngô Bình nghe thấy nhà họ Mã thì hỏi, Mã Thị ở Tây Bắc à? Hồng Chiến gật đầu, vâng. Nếu thế lực của họ đứng thứ hai ở Tây Bắc thì không ai dám nhận thứ nhất. Có nhà họ hậu thuẫn thì tiêu cục phía Bắc mới phát triển nhanh chóng, sau đó cứ thế lớn mạnh lên. Ngô Bình, nhà họ Mã chiếm bao nhiêu cổ phần? 70% ạ, Hồng Chiến đáp, vì thế, trả hoa hồng cho họ xong rồi trừ cả vốn đi nữa thì sư phụ cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Ngô Bình, đành chịu thôi, tiêu cục mượn lực nhà họ thì mới phát triển được mà, Lý Long Thần nắm được 30% cổ phần là khá lắm rồi. Hồng Chiến, sư phụ cũng bảo thế ạ, nhưng gần 1 năm nay nhà họ Mã đã đến tìm sư phụ 2 lần, họ muốn mua nốt cổ phần của người, nhưng sư phụ không đồng ý, hình như nhà họ Mã đang bực mình. Ngô Bình, họ đã chiếm 70% cổ phần rồi còn chưa đủ hay sao mà còn đòi mua nốt? Hồng Chiến, đệ tử nghe sư phụ nói là nhà họ Mã đã đổi chủ cũ bị bệnh nặng sắp qua đời, chủ mới lên thay là cháu trai của chủ cũ. Ngô Bình, đổi người quản lý nên đổi chính sách cũng phải, nhưng họ làm vậy thì hơi khó chấp nhận. Hồng Chiến, vâng, sư phụ mất ngủ cả đêm, người bảo nếu người đồng ý thì công sức bao năm lại thành làm lợi cho người khác.
Còn không đồng ý thì chắc chắn nhà họ Mã sẽ gây khó dễ. Hôm nay họ lại đến kiểm tra sổ sách chắc chắn lại muốn sinh sự. Ngô Bình cười lạnh nói, nhà họ Mã là thế lực lớn nhất ở Tây Bắc, nhưng chúng ta cũng không yếu thế đâu. Bọn họ đang trò chuyện thì Lý Long Thần quay lại, ông ấy có vẻ nhăn nhó, nhưng vẫn gượng cười nâng ly với Ngô Bình. Ngô Bình, Long Thần, có chuyện gì à? Lý Long Thần thở dài nói, đệ tử không dám khiến sư thúc bận tâm về chuyện vụn vặt này, nhưng không ngờ nhà họ Mã lại đến đúng lúc sư thúc ở đây. Ngô Bình, tôi đã biết chuyện rồi, họ lại đến vì muốn lấy nốt 30% cổ phần của ông phải không? Lý Long Thần gật đầu, vâng, tuy họ không nói hẳn ra, nhưng đệ tử biết nhà họ chuẩn bị chèn ép mình. Bán nãy, họ dẫn một đống người đến kiểm tra sổ sách rồi bảo có vấn đề, năm nay phải nộp lãi cho họ cao hơn. Đúng là nực cười, họ đòi tăng số lãi còn nhiều hơn số tiền đệ tử nhận được, vậy đệ tử biết đào đâu ra? Ngô Bình nhìn ông ấy, ông định thế nào? Lý Long Thần lại thở dài, cùng lắm thì đệ tử bán nốt cổ phần cho họ, từ nay ai làm việc nấy. Ngô Bình, Long Thần, ông đừng chùn bước, phải tranh đến cùng. Nếu nhà họ Mã ý thế hiếp người, tôi sẽ ra mặt cho ông. Lý Long Thần cảm kích nói, sư thúc, không cần đâu ạ, đây là chuyện nhỏ. Ngô Bình, nhỏ cái gì? 30% cổ phần là rất nhiều đấy, thà mua rượu về uống chứ không thể cho kẻ khác được. Lý Long Thần cười trừ, sư thúc. Danh tiếng của Tây Bắc Phương ai nghe cũng phải khiếp đảm, nếu không phải bất đắc dĩ, đệ tử không muốn đối đầu với họ. Tây Bắc Phương mà Lý Long Thần nhắc đến chính là Mã Hành Không gia chủ nhà họ Mã, ông ấy cùng thời với Đông Phật Tiên Sinh. Mã Hành Không đã đột phá lên cảnh giới địa tiên từ lâu, điều đáng sợ hơn là ông ấy đã luyện ra được võ hồn. Thực lực vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới. Vì nhà họ Mã theo Tây Lan giáo nên địa tiên giới không quản lý được, cho nên họ càng được đà lấn tới. Dần già đã trở thành vua một vùng. Chương 730, Mã Thiếu Phong. Tuy hiện giờ vua Tây Bắc bệnh nặng, nhưng hổ chết vẫn còn uy phong, loại người như Lý Long Thần không thể khiêu chiến với nhà họ Mã được. Nếu đối phương quyết tâm muốn lấy cổ phần, ông ấy cũng không còn cách nào. Diệp Thiên Tông cũng thế mà Dương Mộ Bạch cũng vậy, không ai áp chế được nhà họ Mã. Tất nhiên, chống lưng của Lý Long Thần cũng không yếu, thế nên thái độ của nhà họ Mã cũng không quá khó coi. Sẵn sàng cho ông ấy một khoản bồi thường hậu hĩnh. Nếu đổi lại là một người không có chống lưng, có lẽ nhà họ Mã còn không chịu bồi thường cơ. Ngô Bình điềm nhiên nói, vua Tây Bắc không hù dọa được ai đâu, anh nghe tôi, không cần quá mềm yếu. Cho họ cổ phần cũng được, nhưng phải làm theo quy định. 30% cổ phần mỗi năm sinh ra bao nhiêu lợi nhuận, cứ yêu cầu họ tính mức bồi thường bằng 30 lần. Lợi nhuận hàng năm mà Lý Long Thần kiếm được phải trên 5 tỷ tệ. 30 lần tức là 150 tỷ, đây đúng là một con số khổng lồ. Lý Long Thần cười khổ, nhà họ Mã không thể nào đồng ý được. Ngô Bình đáp, không đồng ý, tự khắc có cách đối phó với người không đồng ý. Đúng vào lúc này, cửa viện bị người ta đẩy ra rất mạnh, những tiếng bước chân vang lên. Hồng Chiến vừa đứng dậy thì cửa phòng đã bị đạp bung, một nhóm người hùng hổ xông vào. Đi đầu là một chàng trai khoảng 25 tuổi, mặc âu phục, đeo đồng hồ đắt tiền. Bề ngoài trông rất thành đạt. Hắn ta đảo mắt một vòng rồi nhìn thẳng vào Lý Long Thần. Lý Long Thần, người của tôi vẫn đang kiểm tra sổ sách, nhưng đương sự như ông chớ chạy lung tung. Người của tôi có thể hỏi đến ông bất cứ lúc nào, ông phải đưa ra được lời giải thích hợp lý. Sắc mặt Lý Long Thần rất khó coi, có cảm giác như đang bị sỉ nhục. Cậu Mã, Lý Long Thần tôi cùng nhà họ Mã hợp tác nhiều năm, chưa có khoản nào sai sót. Bây giờ cậu dẫn một đám người tới chỗ tôi kiểm tra sổ sách. Định coi Lý Long Thần này như bùn đất cho cậu muốn nắn thế nào thì nắn à? Chàng trai nghe thấy câu này, đột nhiên bật cười, đúng thế đấy. Trong mắt nhà họ Mã, ông cũng chỉ là một cục bùn, muốn vo tròn hay bóp méo, phải xem tâm trạng của tôi thế nào. Lý Long Thần giận dữ, Mã Thiếu Phong, đừng bắt nạt người khác quá đáng. Chàng thanh niên kia tên là Mã Thiếu Phong, hắn ta nở nụ cười nham hiểm, Lý Long Thần, nếu không vì nể tình bao năm qua ông cống hiến cho nhà họ Mã. Ông nghĩ nhà họ Mã đủ kiên nhẫn dây dưa cùng ông tới tận bây giờ. Nói thẳng cho ông biết, trong vòng 3 ngày, nếu ông không nhường cổ phần, đừng trách nhà họ Mã không nể mặt. Mã Thiếu Phong dùng giọng điệu của kẻ bề trên đứng chỉ điểm giang sơn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt và cao ngạo. Hắn ta tiếp tục nói, đừng tưởng rằng sư tổ Kiều Bộ Tiên và lão gia chủ của nhà họ Mã tôi quen nhau mà chúng tôi sẽ nhẫn nhịn ông mãi. Khi Kiều Bộ Tiên còn trẻ, miễn cưỡng có thể sánh vai với lão gia chủ.
nhưng sau này tu vi của lão gia chủ dần cao hơn, Kiều Bộ Tiên không xứng xưng huynh gọi đệ với ông ấy nữa rồi. Nói một câu khó nghe thế này, cho dù Kiều Bộ Tiên đứng trước mặt tôi ngay bây giờ thì ông ta cũng phải khách sáo thỉnh an tôi, gọi tôi một tiếng cậu chủ Mã. Thảo luận về sư môn của anh ngay trước mặt đám đông khiến Ngô Bình không thể ngồi yên, anh đứng dậy nói, tên húy của sư phụ tôi mà để thứ tạp chủng như cậu gọi sao? Mã Tiếu Phong liếc mắt nhìn Ngô Bình, sư phụ anh. À tôi biết rồi, anh chính là đồ đệ mà Kiều Bộ Tiên mới nhận, tên Ngô Bình đúng không? Hờ hờ, giang hồ đồn đại rằng đồ đệ của Kiều Bộ Tiên là một thiên tài, bây giờ xem ra anh cũng chỉ là một tên ngốc thôi. Chát! Bóng người lóe lên, Mã Tiếu Phong đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết rồi chẳng hiểu sao đổ gục xuống đất, trên mặt bị người ta tát cho một phát nên sưng vù như đầu heo, răng cũng rụng mất vài cái, miệng trào máu tươi. Ngô Bình đã đứng trước mặt Mã Tiếu Phong từ lúc nào, dẫm lên mặt hắn ta mà nói, quay về bảo với gia chủ mới của Mã Thị rằng, Lý Long Thần sẽ không nhường ra 30% cổ phần. Không chỉ không nhường, nhà họ Mã các ông còn phải nhường ra 30% cổ phần cho tôi. Mã Tiếu Phong vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, mày dám đánh tao, mày chết chắc rồi, nhà họ Mã chắc chắn sẽ không tha cho mày. Ngô Bình thoáng dùng sức, Mã Tiếu Phong cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung vậy. Hắn ta sợ hãi kêu la ầm ĩ, tha mạng, xin anh tha mạng. Ngô Bình mới bớt lại, Mã Tiếu Phong, lời tôi nói, cậu đã hiểu chưa? Mã Tiếu Phong đáp, tôi nghe rõ rồi, sau khi về sẽ nói với ông nội tôi, Lý Long Thần sẽ không sang nhượng cổ phần, đồng thời nhà họ Mã còn phải tặng anh 30% cổ phần. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, cứ nói như thế. Bây giờ cậu có thể cút đi được rồi. Anh vừa nhả chân ra, Mã Tiếu Phong bật dậy. Dẫn theo nhóm người kia rời khỏi phủ Tử Long cứ như chạy trốn. Sau khi nhóm người của Mã Tiếu Phong rời đi, Lý Long Thần không khỏi cười khổ, sư thúc bảo hắn ta truyền lời như vậy, hai bên e là khó lòng giải quyết trong hòa bình. Ngô Bình đáp, người ta bắt nạt tận nơi thì phản pháo toàn lực là đúng rồi, còn về hậu quả, tạm thời không cần suy tính. Lý Long Thần nghiến răng, thôi kệ, cứ khô máu với chúng nó thôi. Bấy giờ Ngô Bình mới hài lòng. Người luyện rõ, đáng lý ra phải hiếu chiến. Với cả, tôi nói rồi, người làm sư thúc như tôi sẽ giúp anh không cần sợ. Lý Long Thần cười gượng một tiếng, không đến mức sợ, trước kia tôi chỉ việc này không đáng để trở mặt với nhau, nhưng sư thúc nói vậy, tôi mới hiểu ra, gặp chuyện như vậy không thể nhượng bộ được. Ngô Bình đáp, đúng vậy, anh lùi một bước, đối phương sẽ tiến hai bước, sau này anh sẽ phải lùi ba bước, lùi bốn bước, lùi đến khi cùng đường. Sau đó anh hỏi, anh thử đoán xem, nhà họ Mã mất bao lâu mới phản ứng. Lý Long Thần quanh năm giao thiệp cùng nhà họ Mã nên vô cùng am hiểu, ông ấy ngẫm nghĩ rồi đáp, nhanh thì 3 ngày, không thì 5 ngày, nhà họ Mã nhất định sẽ phản ứng. Ngô Bình đáp, 3 ngày sau tôi sẽ tới bên này, giúp anh giải quyết rắc rối một cách triệt để. Lý Long Thần cũng không biết Ngô Bình giải quyết bằng cách nào, nhưng ông ấy tin tưởng Ngô Bình tuyệt đối, Ngô Bình nói giải quyết được thì chắc chắn có thể giải quyết được. Lý Long Thần nóng lòng muốn tu luyện, uống hai chai rượu rồi chạy tới hậu viện tu luyện. Ông ấy muốn nhờ vào sức mạnh của tinh thạch linh hồn, mau chóng nâng cao bản thân. Ngô Bình được sắp xếp tới một tiểu viện yên tĩnh, anh ở trong tiểu viện luyện đoàn thể thuật thêm vài lần nên khoanh chân ngồi xuống, lượt lại âm dương giáo và truyền thừa của Phật Thổ Cực Lạc trong lòng một lần. Nhất là truyền thừa của Phật Thổ Cực Lạc, khiến anh cực kỳ hứng thú. Ví dụ như vô sinh ấn, kinh lôi trưởng, ngưng huyết chỉ. Thậm chí là kim cương bất hoại thần công mà anh tu luyện chỉ là một phần rất nhỏ. Ví dụ như kinh lôi trưởng, công pháp nguyên bản của nó có tên là thiên lôi công, uy lực vô cùng mạnh. Kinh lôi trưởng mà anh luyện chỉ phát huy chưa đầy 1/10 uy lực của nó. Kinh lôi trưởng đã luyện thuận tay từ lâu rồi, thế nên anh quyết định luyện công pháp thực sự đằng sau kinh lôi trưởng thiên lôi công một lần. Thế nhưng, khi anh đang định luyện tập thì nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ từ cách đó hàng trăm mét. Thời điểm này, bên trong Tử Long Phủ vẫn có không ít người đang hoạt động, một bước chân nhẹ nhàng vốn chẳng có gì to tát. Nhưng Ngô Bình thì khác, anh từng gặp không ít nhẫn giả, anh lập tức đoán ra bước chân này là của một nhẫn giả. Trong Tử Long Phủ toàn là người của Lý Long Thần, làm sao có nhẫn giả được? Chẳng lẽ vẫn luôn có nhẫn giả mai phục ở đây? Sau đó, anh lại liên tưởng tới những kho báu mà đám quỷ đông doanh năm đó từng chôn ở nơi này. Chắc đến 9/10. Đám người đông doanh kia vẫn chưa từ bỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 42.